Các vị hân hoan hỷ viết lớn lớn lên nha, viết lớn lớn lên xíu để cho quý học viên phía dưới nhìn thấy. Dạ. Các vị trong trong Zoom đó cũng hoan hỷ tập chia nha, tập chia. Sư không có kiểm soát trong đó được, cho nên các vị hoan hỷ tự khi mà các vị học đó, các vị nên có một cái quyển mà tập nháp, để khi mà ví dụ như ở trên đây mà có nêu ra cái câu như vậy, các vị phải tự viết xuống và tự phải làm, mình phải tự trung thực với nhau. Và khi mà đề cập về những cái bản chia như vậy, mình cũng phải tập. Các vị biết rằng đó, nếu mà mình không có rành rẽ về cái bản chia như vậy đó, thì nó rất khó cho mình sau này, nó rất khó cho mình sau này khi mà mình tiếp cận trực tiếp vào trong chánh văn hoặc như là cái lối văn trong chú giải vậy. Cho nên bắt buộc là mình cũng phải có một cái khái niệm chung quy, là mình không, nếu mình có khả năng mình thuộc lòng được thì rất là tốt, còn nếu mà không có khả năng thuộc lòng đó, thì mình cũng phải biết được những cái yếu điểm nào cần phải lưu ý vậy. Vì rằng đây là cái bảng chia danh từ có quy tắc nha, là đa phần là cái danh từ sẽ chia theo cái bảng này. Tuy nhiên khi mà chúng ta học về sau đó, sẽ có những cái danh từ mà đặc biệt. Cho nên nếu mà cái bảng mà danh từ mà có quy tắc, bảng chung như vậy mà các vị không thuộc đó, thì qua cái bảng mà động từ mà danh từ mà bất quy tắc như vậy thì các vị sẽ rối luôn. Các vị hiểu không? Ví dụ ít gì đó thì mình không nhớ được hết đó, thì mình cũng nhớ được cái mà cái bảng chung. Còn nếu mà bằng như mà mình không nhớ được cái bảng chung mà vào trong cái bảng mà bảng mà bất quy tắc nữa, thôi thôi là mình sẽ khổ chứ. Đúng rồi. Phân giữa mà số ít với số nhiều mình có thể để gạch nối hoặc gạch chéo cũng được. Cách nào cô nào cũng biết được, ổn ổn hết nhỉ. Và về vấn đề mà học những cái bảng chia như vậy đó, thì chắc chắn là các vị biết rằng đó là chúng ta phải tự lực thôi. Ở trên đây đó, ví dụ như là sư sĩ nêu đại khái cho các vị học như vậy thôi, vì rằng có bản chia sẵn hết rồi. Và chỉ nêu cái mẹo là các vị khi mà học đó, các vị nên so sánh giữa cái cách thứ nhất, tức là chủ cấp nha, cái cách thứ 8, tức là vocative case, hoặc gọi là vô cấp, hoặc cách thứ 2, tức là accusative case, tức là đối cấp. Ba cái cách đó thường thường nó sẽ có nét tương đồng với nhau, cho nên mình cần lưu ý mình để gần với nhau. Và cách thứ 3 và cách thứ 5 chúng ta nên để gần nhau, bởi vì nó có nét tương đồng về số nhiều, số ít cũng có luôn. Thứ 4 và thứ 6 cũng tương tự như vậy, tức là số nhiều đó sẽ có nét tương đồng giống nhau ha. Và số ít thì cũng gần như là giống nhau đó. Riêng cái cách thứ 7 đó là khác nhau hoàn toàn. Cho nên khi mà học á, thì nếu mà các vị mà có học cái lớp mà gọi là nâng cao luôn đó, thì các vị nên lưu ý cái bảng chia phía trên đây nha. Tức là thuần Pali như vậy đó. Các vị phải tập nhớ những cái dấu hiệu như vậy. Bởi vì sao? Khi mà bước vào mà học gọi là Bhararubhasiddhi hoặc Katiyana đó, thì những cái dấu hiệu như vậy nó sẽ xuất hiện, chứ không còn là O và A. A hoặc như là ăn A nha. Nó không còn cái bảng bên đây nữa. Cho nên khi chúng ta học đó, chúng ta lưu ý cả hai cái bảng này luôn. Các vị lưu ý đây này. Ví dụ như cái xí này nè, thì cái O, cái vô thì cái A ha, cái xí ở đây nó cũng tương tự giống như cái một và cái thứ 8 nè, tương tự ở đây, tức là mình đã nhớ rằng á, cái dạng mà hô cấp, cái dạng mà thứ 8 này là luôn cái gì? Thường thường nó có cái hình dạng, tức là nó trở về cái danh từ gốc của nó. Ví dụ cái chữ đó là chữ bút đá, thì khi mà hô cấp á, vẫn giữ lại cái chữ bút đá luôn. Chúng ta hiểu không? Ví dụ như tên là, ví dụ tên riêng, tức là Sariputta, là danh từ là chưa có chia biến cấp. Cho nên khi mà chia theo hô cấp á, thì cũng vẫn để là Sariputta. Nhưng mà như thế nào? Nhưng mà sẽ có cái dấu phẩy phía sau. Ví dụ như tên gọi riêng á, trong tiếng Anh cũng như vậy, hoặc trong tiếng Việt cũng như vậy. Chúng ta lưu ý nha, coi chừng dây dở nha, đi là đá văng hết. Ví dụ như tên là Sariputta, đây là tên riêng của ngài Sariputta nha. Thì ví dụ như đây là danh từ gốc. Nếu mà chia thành chủ cách á, ví dụ như là Sariputta Dhammang Desisi Ayasma Sariputta Dhammang Desisi, như vậy là tôn giả Sariputta là người thuyết pháp ha, thì cái đó là chủ từ là Sariputta. Nhưng mà nếu mà hô cấp, nếu mà cách thứ 8 á, chúng ta vẫn để mà Sariputta, nhưng mà chúng ta phải cái đấy. Ví dụ như là này Sariputta, ông hãy làm như vậy, hãy làm như vậy, thì phải đây cái, phải đây cái đấy. Đây là cái cách nhận biết của hô cấp nha, trong kinh điển.
Nè, các vị coi, lưu ý trên coi cái màn hình chiếu này, các vị sẽ thấy rồi. Cái câu này này. Tatarakho pagawa bhikkhu amantesi pagawoti. Tatarakho, tatarak có nghĩa là trạng từ về nơi chốn, có nghĩa là ở đấy. Trong đây chúng ta sẽ thấy là động từ có là gì, là amantesi. Chủ từ sẽ là pagawa, tức là Đức Thế Tôn nè. Amantesi đã gọi các vị tỳ kheo. Bhikkhu ở đây trở thành gọi là object. Object tức là các vị tỳ kheo là đối cấp đó ha, là bộ túc từ đó. Và bhikkhavo đây này, đây là một tình trạng gọi là bỏ trong mặt nháy nè. Một á, khi mà đứng một mình như vậy đó thì bỏ trong cái quạt nháy, nháy đôi hoặc nháy đơn cũng được. Thì mang nghĩa rất là bhikkhavo, tức là này các tỳ kheo. Rồi các vị đó đó, các vị tỳ kheo đó lại là badante, tức là bạch ngài. Bhikkhu đây là chủ từ nè. Bacchasosum có nghĩa là cái gì? Đồng ý, mang nghĩa rằng đồng ý, chấp nhận, ưng thuận. Ưng thuận đối với Đức Thế Tôn bằng cái cách trả lời rằng đó là bạch ngài, mang nghĩa rằng tức là đáp lời. Đấy. Cho nên đó thì trong câu chúng ta sẽ thấy như vậy ha. Hoặc như là đây chúng ta sẽ thấy hồ cách đây này. E quang bàn tê tí khô bích khu bà cá quá tô bà chá xô xung ha. Tức là e quang bàn tê chúng ta thấy bỏ trong hoặc nháy không? Chứ là thưa vân bạch ngài. E quang có nghĩa là dạ, có nghĩa là đúng rồi. Ha. Trong trường hợp này chúng ta dịch đó là thưa vân bạch Đức Thế Tôn, bạch ngài đó đấy. Đấy. Đó là cái trường hợp mà ví dụ cho cái mà hô cách đó ha. Cho nên khi mà chúng ta học á, chúng ta lưu ý về cái mà hô cách á, chúng ta nên để chung với lại cái cách gì? Cái hô cách cách thứ 8 này này. Tức là chung với cách thứ 1 và cách thứ 2. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng á, đối với cái bản mà trong mà thuần Pali đó thì số ít vẫn là ăn đúng không? Thì bên cái mà Pali và ăn đó vẫn là ăn. Nhưng mà cái A và E này đó là cái gì? Cái là cái kết quả từ vị mà đã được chia biến cách theo văn phạm của ăn Pali. Nhưng mà cái từ mà trước khi mà để chia như vậy đó là phải cộng vào cái vô. Bữa trước là sư có ghi rồi nha. Hiểu không? Các vị hiểu không? Ví dụ chữ bút đá mà cộng với vô nó mới thành là bút đa hoặc bút đê. Tùy theo là biến cách. Nhưng mà trước khi mà ra bút đa và bút đê thì phải cộng với cái chữ vô. Cho nên chữ vô là cái dấu hiệu được ghép trực tiếp vào trong cái gốc từ. Còn cái mà dấu hiệu mà A và E đó là cái gì? Là kết quả của từ đó đã hoàn thành. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Tiếp cách thứ ba, cách thứ ba thì chúng ta sẽ thấy rằng bên đây chữ e hí e bí thôi, chúng ta sẽ thấy cái gốc từ của nó là cái gì, là chữ hí. Chữ bí là được chỉ thêm vào nữa thôi, cho nên khi mà chúng ta học cái gốc từ hí thì chúng ta phải biết rằng đâu có hí là sẽ có trường hợp là bí đó. Đấy. Rồi a là một cái gốc từ ha, a là cái gốc từ, chúng ta sẽ thấy rằng bên cái bảng mà anh và Pali đó thì chúng ta sẽ có cái gốc từ là gì, a là bên là hô cách là có trường hợp a đúng không. Đây rồi cái gì nữa. Cách thứ năm ha, hay được gọi là ly cách, hay được gọi là additive case, yeah. Cũng được gọi là, cũng có là A đây luôn. Rồi A bên là số nhiều bên đây luôn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó là tất cả những cái dấu hiệu mà đã được hình thành đến từ rồi. Nhưng mà cái từ vị hoặc như là cái hậu tố mà được ghép trực tiếp vào đó chỉ có là A của cách thứ ba mà thôi. Đó, nhìn lên đó, A là chỉ có là cách thứ ba mà thôi. Các vị thấy không? Các vị có thấy cái màn hình không? Tại vì chúng ta là có hai lớp luôn, lớp buổi sáng và lớp buổi chiều, và có một số vị học viên tức là buổi sáng vẫn đi học buổi chiều luôn. Cho nên là chúng ta nên lưu ý cái bảng này luôn ha. Rồi số 5 á, thì thường chúng ta sẽ thấy là ba cái kết quả phải không? Ba cái từ vị kết quả ở đây tức là A, Am, Ha, Asma. Nhưng mà cái từ gốc của nó là chữ Sma, Sma thôi. Đó, cho nên chưa, Sma là từ cái chữ Sma này nó mới hình thành lên cái chữ âm ha, do một cái luật cho nên nó biến đổi ha. Cho nên gốc từ nó chỉ là Sma thôi. Số 4 và số 6 đều là Sasa. Nhưng mà khi mà chúng ta ghép vô đó, vì rằng cái chữ Buddha đó này là cái kết quả đó, chữ Buddha ha, chúng ta cộng với Sasa đó, nhưng mà chúng ta để chữ Asa như vậy cho nó tiện khi mà chúng ta nhìn đó. Các biết không? Ví dụ như cái chữ mà Buddha, đây là danh từ gốc, khi mà cộng với lại gốc từ nó chỉ là xá thôi, nó mới ra là chữ là Buddha xá đúng không? Nhưng mà thường á, khi mà bạn chia mà các bạn Anh ngữ xong sách á, thường người ta sẽ để là ác xá. Bởi vì sao? Chắc chắn là cái nguyên âm mà của cái chữ này phải bị xóa bỏ, cho nên người ta mới để chữ ác xá như vậy. Ta không cần bảo rằng đây là có một cái luật nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta cộng mà theo gọi là luật văn phạm của các chi giải đáp Padarupasiddhi thì chúng ta phải để như vậy. Vì rằng trước khi mà cộng vào cái xá xá này đó là chữ á phải được xóa bỏ.
có một cái điều luật vậy. Cho nên cái cách mà văn bản tiếng Anh là cách mà viết cái kết quả, viết ngắn gọn ha. Cho nên chúng ta lưu ý tại sao mà có chỗ mà xá xá và có chỗ là á xá nha. Nếu mà các vị mà không lưu ý thì các vị khi mà chia nhiều đó các vị cũng sẽ tự rút ra. Mình đã nhớ rằng kinh nghiệm là cũng do mình thôi. Mình nghe kịp thì nghe, còn không nghe kịp thì trong quá trình mình làm bài nhiều á thì bắt đầu sẽ quen dần đi. Rồi chúng ta sẽ thấy số nhiều bên đây là A năng đúng không? Như vậy là chúng ta là nói là cái kết quả đúng không? Kết quả của từ mà Buddha năng. Nhưng mà gốc từ của nó chỉ là, không phải gốc từ mà gọi là cái hậu tố khi mà ghép trực tiếp vào gốc từ, chỉ là năng thôi. Rồi số 7, các số 7 tức là vị trí cách ha. Located case tức là smin. Smin ha. Thì bên đây chúng ta sẽ thấy là e âm hí asmin, tức là chữ smin này mới đổi thành chữ âm hí. Như vậy smin và âm hí nó giống như là sma và âm ha, cách thứ 5 đúng không? Cho nên cách thứ 7 đó nó gần giống như cách thứ 5 nhưng mà nó đổi thành chữ a thành chữ ý thôi. Các vị lưu ý nha, mấy cái đó chúng ta học chúng ta nhớ nó rất là dễ thôi. Rồi chữ e xú tức là chữ xú thôi, đấy, đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi đến cái bài của các vị này. Thứ nhất là cái chữ naga ha. Naga có nghĩa là con rắn, mà con rắn không phải theo cái quan điểm của văn hóa Trung Hoa nha. Con rắn là có bốn chân nha. Con rắn trong kinh điển là không có bốn chân, không có bốn chân nha. Con rắn, cái chữ naga có nghĩa là con rắn thần hoặc như con rắn hổ mang, nó được gọi là naga. Mà cái chữ naga có đôi khi được sử dụng như là con voi nữa, để chỉ cho con voi nha, bậc long tượng. Rồi cái chữ naga nhiều lúc đó được sử dụng để ám chỉ cho một cái cách gọi, một cái biệt hiệu để gọi cho một vị Phật chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Thế Tôn vậy. Giống như trong rừng đó thì cái dấu chân của con gì là sẽ là lớn nhất, dấu chân của con voi nó to nhất. Thì như vậy thì Đức Thế Tôn có nhiều trường hợp đó là ngài ví ngài giống như là con voi chúa như vậy. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy chủ cách. Đâu rồi, chưa đứng lên trả lời rồi đi về hết rồi hả? Đứng lên. Cách thứ nhất là Nago Naga. Naga, viết cho hết nha. Naga Naga. Trong cái bảng chia là chúng ta có cái gì? Đấy, các vị khi mà chia đó các vị phải chia cho hết nha. Bởi vì sao? Lắm lúc đó, cái từ mà mình không có thường xuyên mình sử dụng thì cái từ nó sẽ ra. Chứ mình đừng có... Nhưng mà thường á, cái chữ thường sẽ là sử dụng cái từ mà gọi là từ về nguyên gốc là naga là được. Burisa chỉ là một trong những cái trường hợp đặc biệt thôi. Rồi như vậy cách thứ hai là na, cách thứ hai bỏ đâu rồi? Cách thứ hai sẽ bỏ xuống dưới. Thường chúng ta nên nhớ rằng ha, cách thứ 1, thứ 8 và thứ 2 chúng ta nên để gần nhóm với nhau. Rồi naga nage rồi đúng rồi. Cách thứ ba là nage na, nage hi nage bi. Nếu mà khi mà dịch như vậy thì có cái giới từ mà kèm theo nó, chúng ta dịch là cái gì? Chúng ta luôn luôn nhớ cái giới từ nó là gì? Đúng rồi. Yeah. By through ha. Do bởi với bằng. Rồi cái cách thứ năm cũng sẽ để như vậy là naga nagamha nagasma nagehi nagebi tương tự. Cách thứ năm thì chúng ta nếu dùng giới từ chúng ta sẽ dùng giới từ như thế nào? Rồi đúng rồi. Yeah. From ha. Yeah. Rồi bắt đầu cách thứ tư là Nagaya, Nagaya, Nagasa, Naganang. Cách thứ tư thì cho đến để ha. Two or four. Yeah. Rồi số sáu đó là Nagasa, Naganang. Rồi như vậy là of ha. Of. Yeah. Đây là của ha. Của trong số thuộc về. Cách thứ bảy là Nage, Nagamhi, Nagasmin, Nagesu. Như vậy là in on, into ha. Như vậy trên trong tại ở ha. Chúng ta lưu ý những cái đó nha. Mấy cái giới từ đó là ở trong cái tài liệu là đã có rồi. Yeah. Rồi như vậy là cái đó đúng rồi đấy. Mấy thứ từ si há có nghĩa là con sư tử. Si há là si ho si ha si ha si ha si ha si hăng si he si he na si he hi se bi he bi. Si ha si ham ha si has ma si he hi si he bi. Rồi si ha ya si has sa si ha năng si has sa si ha năng si he si ham hi si has min. Si hâm hí nữa nha, còn cái si hâm hí nữa. À, còn một cái hình dạng đó si hâm hí ha. Si hâm hí. Si há mà cộng âm hí đó, si hâm hí. Si hâm hí. Ở đây là hai cái phụ âm đi cùng nha, si hâm hí. Si has min. Yeah, si has min. Yeah, si hâm ha, si has ma.
Cái này là chúng ta chỉ mới học về cái bảng chia mà gọi là danh từ nam tính với từ vị á thôi nha. Đấy. Như vậy là chúng ta tất cả những cái từ nào mà kết thúc bởi cái đuôi từ mà là á mà thuộc về danh từ nam tính đó, chúng ta đều chia cái bảng này hết nha. Các vị lưu ý nha. Các vị về phải tập chia cho thường xuyên thì các vị mới nhớ. Các vị muốn lên chia nữa không? Hay là mời hai người lên chia nữa? Các vị muốn lên chia nữa không? Các vị mới đây này, các vị cũ thì khỏi. Các vị nên thế nào? Nên xung phong ha, mình nên tích cực. Vì rằng á khi mình học mà mình tích cực như vậy đó thì cái tâm mình nó luôn ở cái mức là thụ động, mặc dù là mình sợ, mình nhát. Mình nhớ rằng mình cái nào mà nó mình do mình sai đó thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Rồi, mời mấy vị mới đây nè, mời hai vị lên. Vị nào cũng được, không phải là sư chị. Rồi mời anh đây này. Các vị nhanh 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 nha. Rồi mời chị phía cuối luôn. Mời chị mặc áo đen vậy, cuối luôn vậy. Coi chừng cái dây nha. Ủa này, chị này hôm bữa có chia rồi đúng không? Chưa hả? Rồi. Rồi anh kia hoan hỷ chia dùng cái chữ mà Asura. Asura. Ở đây đây, sư viết chưa? Này anh chia cái chữ này giùm sư. Asura. Rồi. Còn chị hoan hỷ chia dùng cái chữ mà Miga. Miga hả? Asura. Các vị hoan hỷ ghi số biến cách nha để biết. Như vậy là đã đi quá chậm đối với cho các vị đó. Chứ cái lớp mà bữa trước mà cách đây 2 năm sư dạy là không có đi chậm như vậy đâu. Nguyên một cái phần danh từ như vậy sư dạy có 2 ngày thôi. Hết bạn chia luôn, tự về đọc. Một ngày như vậy thì cái tài liệu tầm khoảng 8 trang. Học là về tự về học luôn. Mà một ngày học, một tuần học như là 3 buổi đúng không? Bữa trước tuần học 3 buổi. Trong vòng có khoảng có 20 mấy buổi là xong. Do nhiều vị nói nhanh quá cho nên là không ấy. Mà các vị biết rằng á, học ngôn ngữ, học cái gì cũng phải do tự lực mình. Tài liệu nó đã có. Thì mình phải chịu khó thôi. Có nhiều vị nói sư nói nhanh. Mà thật sự các vị hiểu á, nói chậm các vị buồn ngủ. Và học ngôn ngữ mà nói một cái chậm chậm theo kiểu mà thuyết pháp cứ từ 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 sư không có hứng vậy. Nói chậm là chậm như vậy là quá chậm rồi. Các vị ở dưới chia đi nha, mình ngồi không thì mình chọn chữ khác mình chia nha. Tập chia càng nhiều thì bắt đầu các vị sẽ quen dần. Các vị chia ban đầu đó có đi khi các vị nhìn cái bảng, nhưng mà các vị tập các vị không nhìn cái bảng nữa. Các vị cố gắng lưu ý những cái ký tự như vậy. Thứ ba, thứ năm giống nhau, thứ tư, thứ sáu giống nhau vậy. 1, 8, 2 là giống nhau. Cái thứ bảy là y chang cái thứ năm, chỉ thay đổi chút xíu thôi. Tinh mắt cái là bắt đầu mình nhớ liền. Mà hơn nữa một tuần trôi qua rồi chứ, bắt buộc phải nhớ chứ. Với lại bữa trước là sư có gợi ở trong cái Zoom đó là về cái bài và động từ đó. Về cái bài động từ nha. Rồi, vị nào mà có trên máy đó là mở sẵn cái bài động từ đó, lát chúng ta qua cái bài động từ để chúng ta vào câu luôn.
Rồi còn vị nào ở đây đó thì Hoan hãy nhìn lên đây. Ở đây tức là cách thứ nhất ha. Chúng ta sẽ chủ cách. Các vị luôn luôn phải nhớ cái tên gọi nha. Để chi? Để khi mà ví dụ như người ta hỏi đến mình có biết rằng đây là số 1. Chứ chúng ta đánh số riết vào đây khi chúng ta quên cái tên gọi đó đó. Để bắt đầu là mốt mà chị lại chúng ta là số 3, số 5 thôi. Chứ không còn nhớ tên nữa, hiểu không? Ở đây cách thứ nhất thì là về chủ cách ha. Nominative case here. Số 8 thì là vocative case. Chủ cách. Chủ cách đó là miga miga. Rồi hô cách ha. Vocative case. Tức là miga miga. Miga. Hoặc các vị học là Patama Vipati ha. Rồi ở đây là Alapana Vipati ha. Các vị sử dụng tiếng Bali luôn. Nếu mà các vị mà học tiếng Bali như vậy sẽ thuận lợi cho các vị sau này. Khi mà các vị có học văn phạm trực tiếp bằng Bali vậy. Alapana Vipati. Rồi bắt đầu là Dutiya Vipati. Tatiya Vipati. Rồi bắt đầu là Panchama Vipati. Panchama là thứ 5 ha. Và cái số về cái số thứ tự, số thứ tự. Ở đây là migan, mige, mige na, mige hi mige bi miga migam ha, migas ma gi he, mige hi mige bi, miga ya migas sa miga na, migas sa miga na, mige migam hi migas min. Rồi nghĩa thì nghĩa mà giới từ các vị sẽ tự biết nha. Asura 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 asure asure na asure hi asure bi asura asure hi asure bi asuram ha oras. Asuras ma asuraya asurasa asuranan asurasa asuranan asure asuram hi asurusas asmin nha. Âm hí nha, âm hí chứ phải âm ha nha. Âm hí trên đây mới là âm ha. Hồi nãy cho nó sẽ nói là số ít đó của mà cách thứ 7 và cách thứ 5 nó gần gần giống nhau đó. Yeah. Rồi asure số rồi xong. Đúng rồi. Rồi các vị mở lại cái phần động từ. Có gửi cho các vị rồi các vị in ra chưa? Để sư mở cái vị hoan hãy chờ xíu mà. Ủa cái phần động từ là sẽ nhớ sẽ có gửi trên Zoom đúng rồi chưa? Trên group á. Sư gửi rồi nhưng mà các vị lướt qua luôn đó. Đây này. Đó trên group kìa. Chưa có không à. Tin nhắn các vị nhắn nhiều quá cho nên nó trôi luôn rồi. Vị nào đã có những cái phần động từ cũ đó thì mở ra vậy. Nó cũng chỉ là phần động từ cũ thôi. Dạ có ở trong group có rồi đó nhưng mà các vị hoan hỷ nó bị trôi đó. Đâu rồi? Đây. Hoặc các vị kéo kéo lên cái phần trên group đọc hiệp Pali căn bản đó sẽ có đó. Hoặc y như là các vị mở lại đọc hiểu Pali ha, cũng là phần động từ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Trong cái phần động từ ha, động từ Akhayata, bởi sao mà chúng ta vừa học danh từ mà chúng ta lại nhảy qua động từ liền rồi? Bởi vì sao? Vì rằng khi mà thành lập câu thì chắc chắn phải có một động từ trong câu, ít nhất là phải có một động từ, cho dù không có chủ từ nhưng mà phải có động từ. Đó là yếu tố căn bản cần phải có. Nếu như mà động từ mà gọi là nội động từ hoặc như là tự động từ. Yeah. Nó được gọi là intransitive verb ha. Thì như vậy thì chúng ta không cần có túc từ hoặc như là bộ túc từ hoặc như là tân ngữ. Nhưng mà riêng đối với ngoại động từ, transitive verb thì chúng ta cần phải có một object ha. Cho nên trong cái cấu trúc câu mà căn bản nhất chúng ta phải có một cái động từ.
Và khi mà học về động từ đó, chúng ta sẽ học về động từ, tại vì giống như cái đợt trước khi mà sư đề cập rồi, sư không có phân ra cho các vị, ví dụ một bài hôm nay chúng ta học về động từ quá khứ, hôm sau đó họ học hiện tại, rồi vân vân. Học như vậy đó, các vị rất khó nắm lại những cái bảng chia mà so sánh cái cách chia của các động từ. Cho nên khi mà chúng ta học theo cái cách hàm thụ, chúng ta gom hết tất cả lại, tất cả những khía cạnh, cái gì mà cần phải luận bàn về động từ là chúng ta phải đề cập một bài hết luôn. Cho nên là chúng ta bước qua cái động từ và chúng ta coi nha. Ở đây á, động từ là từ diễn đạt cái hành động, trạng thái của chủ từ trong câu. Động từ đó được tạo bởi ngữ căn, động từ tướng, vikarana và biến cách vipatti. Như vậy trong một cái động từ Pali như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là gì? Ví dụ như chúng ta có cái ví dụ ở đây này. Cái động từ mà upagacchati ha. Vậy chúng ta khỏi viết luôn. Đó, cái động từ upagacchati, thì trong cái động từ upagacchati chúng ta sẽ thấy rằng cái gì? Cái ngữ căn hoặc như được gọi là gốc từ đó ha, tiếng Anh gọi là root, root. Thì cái root đó hoặc cái ngữ căn đó là gam hoặc là gacchá này này. Gam hoặc gacchá nha. Các vị thấy không? Gâm hoặc như là cái chát, cái root hoặc như là cái ngữ căn gốc của nó là gâm, nhưng mà do một cái điều luật khác đó, cho nên nó mới từ gâm này mới đổi thành cái chát, từ đó mới ra cái từ mà cái động từ cái chá tí. Cái chá tí là cái này ha. Đấy, đây là cái động từ phía trước của nó là u bá. U bá hay được gọi là tiền tố, tức là cái yếu tố từ, cái tiểu từ mà được ghép vào đầu, vào đầu của một ngữ căn, đầu của một động từ, đầu của một tính từ, một danh từ, đã tạo ra cái sự khác biệt. Mình nên nhớ rằng tiền tố có đôi khi đó, khi mà ghép vào đó, tạo ra cái nghĩa khác biệt so với cái động từ gốc. Nhưng mà có những trường hợp đó, khi mà động từ ghép vào đó làm tăng cường hoặc giảm đi, có đôi khi là không mang nghĩa gì cả. Nó cũng giống như cái nghĩa gốc luôn ha. Nhưng mà cái tiền tố quan trọng không? Rất là quan trọng. Đấy, cho nên là cái u bá có nghĩa là cái tiền tố được ghép vào, ngữ căn của nó là gâm ha. Á ở đây tức là cái gì? Là cái động từ tướng. Cái động từ tướng vikarana nha. Rồi chữ tí ở đây tức là gì? Biến cách. Biến cách của thị hiện tại nha. Tức là biến cách động từ thị hiện tại. Giống như chúng ta học về danh từ như vậy đó. Chúng ta còn nhớ không? Danh từ thì chúng ta sẽ có biến cách như thế nào? Là O và A này. Tức là biến cách của cái từ vị á là đuôi từ của cái danh từ burisa. Nó thành là OA. Thì động từ cũng sẽ có biến cách luôn. Đấy. Chúng ta đi qua rất là nhanh rồi, cho nên đó là cái gì? Ngữ căn là quan trọng nha. Và các vị nên nhớ rằng đó, từ một cái động từ, từ cái ngữ căn này, khi mà nó ghép với tiền tố thì sẽ mang nghĩa khác, hoặc có đôi khi mà nó ghép với lại cái gì, cái động từ tướng khác sẽ nó tạo ra cái thể khác. Các vị hiểu không? Từ một ngữ căn là cái gốc từ, ví dụ khi các vị học tiếng Hán như vậy, từ một từ 210 mấy bộ, 214 bộ đúng không? Thì từ cái bộ đó đó, từ cái gốc từ đó, khi mà các vị ghép về những cái yếu tố khác, nó sẽ tạo ra cái từ khác. Rồi từ một cái gốc từ như vậy sẽ tạo ra động từ khác nè, danh động từ cũng khác nè, hoặc như là động danh từ khác nè, rồi tạo ra những cái tính từ mà được tạo ra mà từ cái động từ này. Cho nên khi mà chúng ta học về từ vựng đó, nó không phải có sự, không có sự tách rời đâu, mà nó có sự liên đới. Cho nên chúng ta học, chúng ta nên gom tụ nó lại, tất cả những danh từ, tính từ, những cái từ nào mà có liên quan bắt nguồn từ một cái ngữ căn của một cái động từ, thì khi vậy chúng ta học, chúng ta gom lại hết như vậy. Thì như vậy, từ một cái ngữ căn như vậy, từ một gốc từ như vậy, chúng ta sẽ nhớ được hết toàn bộ nó được biến tấu như thế nào. Đấy. Rồi, về cái khía cạnh mà liên quan đến động từ thì chúng ta coi luôn các bạn này. Ở đây là trình bày rất là ngắn gọn cho các vị. Ba thời, thì hoặc là thời đó ha, chúng ta xài từ nào cũng được. Ở đây tức là quá khứ, vị lai và hiện tại. Quá khứ, vị lai và hiện tại nha. Tiếng Anh đó thì chúng ta có cái gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai và conditional, đó là điều kiện đó ha. Từ cái mỗi cái như vậy chúng ta phân ra làm hai symbol và perfect nữa, nó sẽ thành ra đó là 8. Đấy. Ở đây có điều kiện không? Có điều kiện luôn. Conditional dưới đây nè. Conditional dưới đây điều kiện đấy ha. Đấy. Rồi thời thì chúng ta cũng phân ra tạm thời là 3 thời trước ha. Ngôi thì chúng ta cũng sẽ có 3 ngôi. Ngôi 3, ngôi 2 và ngôi nhất. Về cái ngôi ở trong tiếng Pali đó thì nó hơi nghịch lại tiếng Anh và cũng như là tiếng Việt tí xíu. Ví dụ ngôi ba đó, ở đây sư đệ chỉ có ngôi ba là ám chỉ là ngôi ba theo mà văn phạm tiếng Anh và tiếng Việt nha. Còn cái chữ mà bên trong này thì chữ Pathama. Pathama có nghĩa là gì? Là thứ nhất. Vì rằng á, trong ba ngôi đó chúng ta nên nhớ rằng cái gì, ngôi nào quan trọng nhất. Không có ai yêu quý chính mình bằng chính mình cả.
Cho nên thường đó thì cái văn hóa của Ấn Độ là như vậy ha. Tức là cái ngôi anh chị là tôi nè, là cái yếu tố gọi là căn bản nhất, là cái yếu tố đầu tiên nhất, cho nên mới được gọi là Prathama, tức là đầu tiên vậy. Xin lỗi, Prathama là cái ngôi thứ nhất, anh chị tức là ngôi thứ ba, xin lỗi. Uttama đây là mới cao thượng. Nhầm nha. Uttama có nghĩa là cao thượng, tức là họ đặt cái tiểu ngã của họ lên đầu vậy. Cho nên là cái tiểu ngã luôn luôn là cái gì? Là cái yếu tố gọi là trung tâm này. Ví dụ như sau khi mà mệnh chung như vậy đó thì cái tiểu ngã này có thể mà hóa sanh về hợp với lại một cái đại ngã, tức là một cái đấng tạo hóa God hoặc như là cái gì đấy. Đấy, cho nên Prathama có nghĩa là thứ nhất, ám chỉ tức là ngôi thứ ba ha. Machima tức là ở giữa ha. Machima là trung hoặc như ở giữa. Rồi, cho nên cái từ tiếng Bali chúng ta nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì chúng ta chỉ cần nhớ theo cái ngôi. Tại vì các bạn chia mà sau này đó, ví dụ các bạn chia mà cụ động từ đó thì đã phân theo mà gọi là cái cách, cái ngôi mà theo kiểu mà tiếng Anh rồi. Đấy, ví dụ ở đây nè, đều là ngôi thứ hai, thứ nhất, thứ hai, thứ ba là đã phân theo tiếng Anh hoặc tiếng Việt rồi cho các vị dễ nhìn. Rồi kế tiếp nữa, cái phần ngôi nữa, bắt đầu chúng ta sẽ có cái phần thể. Thể hoặc như là mode hoặc như voice nè. Thể thì chúng ta sẽ có là năng động, thụ động và phản thân nè. Về cái vấn đề về khía cạnh và phản thân này đó thì sẽ được đề cập nhưng mà ít được sử dụng. Được đề cập nhưng mà ít được sử dụng ha. Nó không được sử dụng phổ quát, có được sử dụng trong kinh điển Tam Tạng Chú Giải luôn, nhưng ma không có được phổ quát nhiều thôi. Đa phần nó sẽ sử dụng hai cái thể, tức là năng động và thụ động, hoặc như là cái gì? Thụ động thì có, chúng ta còn gọi là bị động ha, là passive, còn năng động có đôi khi là năng thụ, còn chủ bị, chủ động và bị động. Chúng ta sử dụng là năng thụ hoặc là chủ bị. Nếu mà chủ động thì là bị động ha, năng động thì là thụ động, passive với active ha. Rồi ở đây đó chúng ta sẽ có cái gì? Tùy theo túc ngữ. Túc ngữ ở đây tức là cái gì? Tức là cái từ bổ nghĩa hoặc là túc từ bổ nghĩa cho động từ đó. Thì riêng ngoại động từ nè thì cần phải có một cái túc ngữ, tức là bổ túc từ cho cái động từ đó. Giống như hồi nãy sư có đề cập rồi, ngoại động từ thì phải cần, ví dụ như là mình ăn cái gì? Mình ăn cơm. Nhưng mà mình ngủ thì mình khỏi cần mình ngủ cái gì. Mình hiểu không? Tôi ngủ là chỉ là tôi ngủ thôi, nhưng mà tôi ăn hoặc như là tôi mặc quần áo, tôi mặc y phục, nhưng mà tôi sẽ ăn cơm, ăn bánh vân vân. Đấy, cho nên cái cơm, cho nên cái động từ ăn đó nó vừa là ngoại động từ trong trường hợp đó. Hoặc nó cũng có thể là mang nghĩa là nội động từ nữa. Tức là khỏi cần phải có bổ túc từ hoặc như là tân ngữ theo sau ha, bổ nghĩa cho cái động từ này. Cho nên phân ra trường hợp hai cái này thôi. Rồi số nữa, động từ chúng ta cũng sẽ có hai số, tức là số ít và số nhiều. Rồi giống như là danh từ như vậy đó, chúng ta sẽ có các biến cách cho các mở các thì ha. Ở đây chúng ta sẽ có hiện tại, tức là present, what up, mana. Các vị lưu ý mấy cái từ này ha, đọc được thì đọc, nhớ được thì nhớ, rất là tốt. What up, mana, hiện tại. Mệnh lệnh có nghĩa là gì? Banchami theo số thứ tự tức là thứ năm, mà tiếng Anh đó là imperative. Khả năng đó là optative hoặc như satami. Đây là chỉ khái niệm về các loại đó thôi. Chúng ta xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái bảng chia đặc thù. Rồi bất thành khứ tức là imperfect. Hiyatani ha. Hiyá có nghĩa là gì? Hiyá có nghĩa là ngày hôm qua. Ám chỉ tức là quá khứ mà đã diễn ra trong ngày hôm qua. Rồi hoàn thành khứ tức là perfect. Barokha tức là đã hoàn thành trước đó và không có xác định thời gian. Thứ sáu nữa là bất định khứ ha, auris. Cái thì mà bất định khứ này được sử dụng phổ biến. Hai cái hình thức tức là bất thành khứ và hoàn thành khứ ở trên đây đó thì ít được sử dụng nha. Bất định khứ ở đây được sử dụng đa số. Achatani, achya có nghĩa là hôm nay, tức là quá khứ mà từ mới sáng hôm nay, ví dụ như từ sáng tới giờ các vị, trước khi các vị đến đây, trước khi các vị ngồi học, trước khi các vị học tới cái đoạn này thì các vị có những cái hoạt động như thế nào, thì đó đều được gọi là những cái diễn hoạt mà trong quá khứ mà trong ngày, achatani hoặc là bất định khứ ha. Mà sau này được sử dụng và phổ biến luôn cho ám chỉ, tức là những cái quá khứ mà đã xảy ra trước đó, không có xác định thời gian luôn. Rồi tương lai, bhavisanti ha, bhavisanti là từ cái động từ bhavati. Bhavati có nghĩa là trở thành, become, to become. Mà trở thành như vậy mà
ít sắp tiếng như vậy là sẽ trở thành, sẽ là một cái gì đó, cho nên là chỉ thực hiện tương lai future. Cái điều kiện đó là kalabati hả? Ở đây là những cái khái niệm các vị học trước rồi đó. Rồi biến cấp thì chúng ta cũng dựa vào cái gì? Dựa vào phía trên, tức là có ngoại động từ và động và thể đó, thì chúng ta sẽ có là cái gì? Có ba thể đúng không? Phía trên này là năng động, thụ động và phản thân. Thì cái phản thân nó ít được sử dụng, cho nên là biến cách đó chúng ta sẽ có hai cái dạng gọi là biến cách cho năng động và biến cách thụ động, tức hai bạn chia ha. Lát nữa xin sẽ mở cho các vị. Đây. Đây đặt trường hợp ví dụ như là bạn chia đây. Các vị lưu ý nhìn ở đây này nha. Các vị sẽ thấy rằng biến cách đây, Parasabada có nghĩa là gì? Là năng động ha. Atanubada. Xin lỗi. Chúng ta dùng trên nghĩa trên đây là cái gì? Parasabada là năng động ha. Mà biến cách thụ động là Atanubada. Đây này. Đây. Cho nên đó, hồi nãy sư có đề cập đến ha. Cái mà năng động và thụ động nó được sử dụng, nhưng cái phản thân ít sử dụng nha. Cái năng động là cái bản chia này đa phần được sử dụng nhiều. Tức là cái bên cái bản mà Parasabada nha. Parasabada có nghĩa là para cộng với là bada. Parasa. Parasa. Para là khác đó, là người khác. Tức là bị tác động. Thường thì bản chia sẽ được chia theo cái bản Parasabada nhiều, nhưng Atanubada vẫn được sử dụng, vẫn được xuất hiện ở trong kinh điển nha. Đấy. Rồi chúng ta quay ngược lên trên. Rồi như vậy là chúng ta có là biến cách rồi ha. Rồi giống như hồi nãy đề cập đến đó, trong cái gọi là cái cấu trúc mà căn bản của một cái động từ như vậy, chúng ta cần có cái gì? Chúng ta sẽ có một ngữ căn, động từ tướng và biến cách, đúng không? Biến cách của động từ đó. À, như vậy ngữ căn là chúng ta đã đề cập là đây, chúng ta sẽ đề cập đây là 7 nhóm dấu hiệu động từ, 7 nhóm dấu hiệu động từ tướng đó. Tức là cái ngữ căn á sẽ được cộng với cái dòng dấu hiệu này. Phía trên này là dấu hiệu động từ tướng đó này, động từ tướng là vikarana. Mà động từ tướng trong cái trường hợp ví dụ đó là cái gì? Là cái chữ á này. Chúng ta thấy không? Chữ á này. Cho nên khi mà đề cập như vậy chúng ta sẽ có 7 cái nhóm này. Ví dụ như cái buwadigana. Gana có nghĩa là nhóm nha. Bu qua đí đó là bu quá. Bu căn bu đó cộng với a đí. Căn bu có nghĩa là từ cái động từ mà hô báo quá tí ha, ngữ căn đó. À. Các vị có đây khi các vị mới các vị khó hiểu cái này, nhưng mà các vị nên nhớ rằng cứ có cái đuôi từ mà gạch nghiêng như vậy là chữ á nè, là cần lưu ý nè. Chữ m chấm dưới mà á là cần lưu ý nè. Chữ giá là cần lưu ý nè. Cho nên khi mà chúng ta học động từ đó không phải chúng ta chỉ nhớ động từ không thôi, mà chúng ta phải tập chia cái động từ đó ra. Nó cấu trúc từ cái gì? Từ cái gì cộng hợp lại? Bởi vì sao? Khi mà chúng ta học như vậy, chúng ta sẽ biết được rõ rằng động cái ngữ căn đó là gì. Rồi từ cái ngữ căn nó biến tấu như thế nào, nó mới tạo thành gọi là động từ hiện tại, hoặc như là quá khứ phân từ, hoặc như là bất biến quá khứ phân từ. Rồi. Cái phía dưới này chúng ta khỏi cần phải coi. Đây. Còn cái dấu hiệu động từ ha. Dấu hiệu động từ thì hồi nãy phía trên là chúng ta liệt kê đó là chỉ có là phân thành 7 nhóm đúng không? Đấy. Nhưng mà phía dưới này đề cập tới 25 cái vikarana luôn. Cái này chỉ là viết cho thêm đó, cho các vị thôi. Các vị khỏi cần phải để ý đến đó. Riêng đó, trong động từ chúng ta nên nhớ rằng đó là không có ba tính nha. Không phải danh từ, không có ba tính. Mà nó chỉ chia theo cái gì? Số ít hoặc số nhiều thôi. Mà chia, nhưng mà nó phải hòa hợp về số và ngôi với lại chủ từ. Động từ đó là phải hòa hợp về số, số tức là số ít hoặc số nhiều cùng với động từ, cùng với chủ từ. Và ngôi nữa. Ngôi sẽ tương thích ha. Ngôi ở đây ví dụ như là chủ từ mà đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ có là cái gì? Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ha. Anh chị là gì? Là ai? Đúng không? Là tôi. Tôi như vậy đó thì cái gì? Cái ngôi của động từ sẽ phải tương thích. Đúng không? Tiếng Anh cũng như vậy. Cho nên mấy cái ý, mấy cái vấn đề mà căn bản này đó thì các vị đọc các vị tự hiểu luôn à. Còn cái nào không hiểu thì lên hỏi. Rồi ở đây tức là ý nghĩa mà của biến cách động từ. Biến cách động từ tức là cái gì? Biến cách ở đây đó là cái gì? Tức là cái những cái đuôi từ đó. Cái đuôi từ mà ví dụ như cái vấn đề phía trên này này. Cái vấn đề phía trên đây được gọi là biến cách nè. Chữ tí nè. Trong cái động từ tức là upagacchati ha. Thì cái chữ tí phía sau này được gọi là biến cách động từ thì hiện tại. Cho nên phía dưới cái phần mà động từ dưới đây đó, sư có biên cho các vị đây này. Ví dụ như đây là ngôi thứ ba nè, cái biến cách nó sẽ là cộng với tí là số ít, nhưng mà đối với số nhiều nó sẽ cộng với n tí.
ngôi thứ hai đó nó cộng với xí, nhưng mà ngôi thứ ba đó nó cộng, ngôi thứ hai mà số nhiều đó là cộng với tháp, và ngôi thứ nhất số ít nó là a mí, và ngôi thứ nhất số nhiều đó là a má. À, bên đây là ví dụ như là cái động từ, cộng từ, động từ là động từ Pachati đó này, chúng ta thấy không, động từ Pachati có nghĩa là nấu. Lưu ý những cái chỗ mà sơ bôi ha, sử dụng con chuột sơ bôi thì các vị lưu ý những chỗ đó. Pachati là động từ gốc của nó là nấu, động từ nấu ha. Thì như vậy khi mà Pachati như vậy đó, chúng ta sẽ thấy à, ngữ căn đó là căn, căn bách cộng với lại á tức là cái dấu hiệu động từ tướng, cộng với lại chữ tý tức là cái gì, là biến cách động từ. Cho nên cái biến cách động từ dưới đây nó sẽ tương thích với đây nè, cho nên Pachati đó chúng ta sẽ đưa xuống đây, đó là Pachati, tức là á hăng ha. Nếu mà đọc, nếu mà theo mà gọi là đại từ tiếng Anh đó, tức là cái gì, cook, I cook ha. Còn này là we cook ha. Thì nếu mà tiếng Bali đó thì nó có ba cái đại từ nhân xưng, ba cái đại từ nhân xưng, ba cái đại từ nhân xưng. Nghe kịp không? Đây, các vị lưu ý Hoan hãy nhìn lên đây nha. Cái đại từ là sẽ chưa chưa có gửi cho các vị, nhưng mà sau cái bài này sẽ gửi cho các vị về đại từ. Tại vì đại từ chúng ta chưa có đi vào sâu. Chúng ta chỉ cần là biết đại khái là cái đại từ là, tức là anh chị tức là gì, á hăng, tức là tôi đây này. Nhân xưng đại từ ha. Gồm ba đại từ chính tức là âm há. Anh chị là ngôi thứ nhất, tâm há là ngôi thứ hai, tá là ngôi thứ ba, đại diện cho ba ngôi. Âm há là dùng cho ngôi thượng nè, tức là Uttama Purisa. Hồi nãy cái chữ mà ngôi thượng đó, chúng ta nhớ không? Uttama đó. Tức là ngôi thứ nhất trong tiếng Việt cũng như là trong tiếng Anh. Còn tâm há tức là ngôi thứ hai mà trong tiếng Việt và trong tiếng Anh. Chữ tá ở đây tức là gì? Là ngôi thứ ba trong tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng được phân tích và chỉ có 7 biến cách mà thôi. Tức là chúng được mà gọi là được biến cách giống như vậy, nhưng mà chỉ có 7 ta. Không có cái gì, không có cách thứ 8, tức là hô cách nha. Thì động từ không có hô cách, danh từ chúng ta mới chia hô cách thôi. Ví dụ như ta gọi tên riêng người nào đó, động từ chúng ta không có hô cách. Đấy. Cho nên khi mà chia biến cách đó, chúng ta phải hòa hợp với gì? Hòa hợp với số, tức là số ít và số nhiều. Hoặc như hòa hợp về về ngôi. Ngôi là ngôi thứ ba, thứ hai hoặc như là thứ nhất. Đấy. Cho nên chúng ta khi nó mà chia theo chủ từ đó sẽ là á hăng. À. Cho nên bây giờ các vị chưa có qua cái phần mà gọi là đại từ, để qua cái phần đại từ các vị sẽ rối. Các vị chỉ là danh từ và động từ mà thôi, cho nên chúng ta trở ngược lại với cái động từ. Ở đây là những cái ý nghĩa nha, ý nghĩa mà sử dụng, ví dụ cái thì hiện tại Vattamana, hiện tại nha, hiện tại đó được sử dụng nha, dùng cho gọi là hành động trong hiện tại hoặc như là quá khứ, quá khứ mà quá khứ giống như tiếng Anh như vậy đó. Cái động từ hiện tại chúng ta sử dụng cho quá khứ đơn được luôn. Thì giống như là quá khứ gần là Atita, rồi gần với hiện tại này. Ví dụ như là so palang bunjati, đây là ý nghĩa nha. Các vị về các vị tự đọc. Tại vì chúng ta sẽ trải qua một cái bài về động từ rõ ràng đàng hoàng. Thì khi đó chúng ta cứ làm tuần tự, chúng ta phân theo mà gọi là bữa nay chúng ta học về động từ hiện tại, thì chúng ta sẽ coi về những cái ý nghĩa hết toàn bộ những cái động từ như vậy. Và chúng ta chỉ lấy cái ý nghĩa của động từ hiện tại và kèm theo là cái bảng chia phía dưới. Đấy, bảng chia phía dưới đây này. Bảng chia phía dưới này nha. Đây bảng chia phía dưới này đó. Như vậy là chúng ta hôm nay là chúng ta chỉ học về cái bảng chia mà động từ hiện tại ở đây nha, các vị lưu ý. Mà các vị có thể là các vị học luôn cái thể mà Attanopada cũng được, hoặc như các vị chỉ học cái thể mà Parasabada mà thôi. Vị nào mà viết nhanh tay thì viết luôn, nó có mấy chữ thôi à, viết ra. Thì hiện tại, động từ hiện tại, cái đuôi từ ngôi thứ ba đó là chữ N gặp cái rồi bắt đầu chữ tý, số ít. Bên số nhiều chúng ta chia ra hai cột, số ít và số nhiều. Biết viết không? Còn các vị mà cứ chờ vào những cái tài liệu như vậy đó, các vị nhìn có đôi khi các vị bảo ôi cái tài liệu nó có rồi, mình không cần viết. Như vậy là cái tâm mình không có đặt tâm toàn bộ. Còn khi mình viết à, mình cần lưu ý, mình cần chỗ nào là khi sư đánh sai thì sao, sư gõ sai thì sao. Cho nên thì hiện tại tức là gì, chúng ta viết luôn hiện tại. Thì hiện tại ha, Vattamana, như vậy là số ít, số nhiều. Như vậy đây là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất như vậy thì bây giờ chúng ta lấy cái thì hiện tại đối với cái động từ gọi là động từ gì? Động từ bun chá tí ha. Bun chá tí, động từ bun chá tí có nghĩa là ăn nha. Căn của nó là gì? Căn của nó là bút.
bún chá đó, bút cộng với lại m á cộng với tí. Nè, chúng ta sẽ thấy, nhìn đây nè, chữ bú nè ha, cộng với chi nè, nhưng mà chữ m đi cái hí tá này do một cái luật ha, khi mà nó cộng, khi mà nó đi kèm với lại cái chữ chá này trong cái nhóm chá 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 nhá, thì cái ní cá hí tá này nó sẽ bị đổi thành chữ nhá, cái âm cuối cùng. Chúng ta còn nhớ không, bữa trước là có nói sơ sơ cho các vị rồi đó. Ví dụ như chữ ní cá hí tá này mà nó cộng với lại chữ cá, thì vì rằng cái chữ cá này là cái nhóm đó là gì, là cá cá gá gá ngá, thì cho nên chữ ngá này đó nó đổi thành chữ gì đấy, nó đổi thành cái âm âm cuối cùng nha, vì rằng chữ m này nó phát âm từ âm mũi đó. Ăn, ăn. Như vậy khi mà ghép vô nó phải đổi thành âm mũi. Chúng ta còn nhớ không? Các vị phải về coi lại cái bảng mà gọi là nguyên âm và phụ âm nha, chứ không phải là cứ có cái bảng trên tài liệu như vậy rồi chúng ta cứ đinh ninh là chúng ta có rồi, rồi chúng ta không có để ý nha. Chúng ta phải đọc tới đọc lui cho hiểu, chứ không có đà tài nào mà ví dụ như đọc một lần, học một lần đó mà chúng ta nhớ đâu. Mà các vị mà nhớ như vậy, các vị mà chịu khó như vậy thì sẽ khỏe cho sư. Sư nói các vị sẽ hiểu liền. Còn bằng như các vị nói mà các vị không hiểu là cứ phải nhắc lại, nhắc lại. Thời lượng của chúng ta thì không có nhiều, mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại như vậy kéo dài cái thời gian học sao? Hiểu không? Dạ. Một tuần nó chỉ có đi học có một buổi, mang nghĩa rằng tức là một tuần chỉ vì có 2 tiếng đồng hồ thôi các vị đến lớp, cho nên các vị biết tận dụng cái 2 tiếng đó để học cái gì cho nó nhanh, chứ không phải ngồi đó mà cứ vào nhìn vô tài liệu làm lại. Hiểu không? Dạ. Cho nên đó là m khi mà cộng với cá nó thành là chữ ngờ nha. Thì tương tự như vậy đó, cái chữ bun này nè, chữ butch này, m nè, nó đã thành chữ nhờ. Tại vì cái nhóm của cái nhóm chữ nhá là gì? Chá, 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 nhá. Đó, chữ m đi cái tá này khi mà nó cộng với chữ chi này này, thì cái m đi cái tá nó đã thành chữ nhờ cuối câu. Cho nên mà khi mà đổi như vậy đó, nó sẽ là chi và nhờ, đúng không? Mà do một cái luật khác cho nó đổi thành chữ nhờ và chữ chi, hoán đổi vị trí. Cho nên trong cái vấn đề mà gọi là cái cách mà hình thành động từ đó, nó có nhiều cái cách, ví dụ như là hoán đổi, xóa bỏ, xóa trước, xóa sau, có nhiều cái biến cách ha. Chúng ta phải học, chúng ta mới biết từ từ. Yeah. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Rồi, như vậy cái động từ gốc của nó là động từ hiện tại nha, là bun chá tí. Như vậy đó, cái đuôi từ của nó là ngôi thứ ba, tức là cái gì? Là tí, viết vô. Có rồi nhưng mà vẫn phải viết vô, viết cho nhớ. Các vị phải tập học như thế nào đó, học theo kiểu mà ở trường đại học đó, người ta chỉ hướng dẫn mình thôi, tự mình phải ấy à, chứ không có ai mà ngồi mà chỉ, không ai mà ngồi dắt từng bước một bước đâu. Yeah. Có đôi khi người ta chỉ nói trong cái quyển đó từ chương 1 đến chương 3 nói về cái vấn đề đó, về tự đọc đi. Yeah. Thường mà cái gì mà gọi là đưa đến miệng dễ ăn quá đó là các vị sẽ mau quên, các vị phải cực khổ kìa, các vị chày chuột kìa, rồi các vị mới nhớ dai. Học pháp cũng như vậy nha, học pháp cũng như vậy, chứ không phải là học pháp là phải là mình học là sao như thế nào cho một khóa hai khóa thôi, cho nó ngắn ngắn thôi, nhưng mà phải đọc được tâm tạng chú dạy. Cái thời lượng các vị bỏ ra nó ít quá mà cái kết quả các vị mong cầu nó lớn quá, rất là khó đạt được. Ngay cả tiếng một cái sinh ngữ bình thường thôi, tiếng Anh mà các vị có đòi rằng đó là học chỉ một khóa, học một năm thôi, là các vị phải nói trơn tru, các vị phải giao thiệp với người nước ngoài, bắt buộc người ta như vậy. Trường người ta đâu có đảm bảo, quan trọng là các vị theo kịp hay không thôi. Rồi, viết vào. Như vậy với cái động từ mà buôn chá tí như vậy đó, thì chúng ta sẽ như thế nào? Ở đây là viết ra đây hả? Hoặc có thể là chúng ta biên ra kiểu này này. Số ít số nhiều, a má rồi thá n tí
Rồi khi mà ghép cái động từ này vô đó, chúng ta sẽ là, chúng ta ghép từ cái ngôi thứ ba trước nha. Ngôi thứ ba tức là cái gì? Chúng ta lưu ý cái đại từ. Chúng ta quay về cái đại từ đây này. Chúng ta chỉ cần nhớ cái đại từ mà đại khái nó này này. Cái đại từ có ba cái đại từ ha. Một là âm há, tung há và tá. Âm há, tung há và tá. Âm há có nghĩa là tôi. Tung há. Tâm há có nghĩa là ngôi thứ hai nha. Hoặc như chúng ta nói là ngôi nhất nè. Ngôi hai nè. Rồi bắt đầu chữ tá là ngôi ba nè. Ngôi ba nha. Như vậy khi mà chia theo cái gì? Âm há mà chia theo các bạn chia, các vị nhìn nè. Âm há đây này. Âm há chủ cách đó, cách thứ nhất đó. Cách mà sư bôi đen đó. Chủ cách mà số ít đó nghĩa là á hăng, đúng không? Á hăng. Á hăng. Thấy chưa? Từ này đầu được gọi là á hăng nha, mà số nhiều là má dân âm hê nô. Còn mà cách, còn mà ngôi thứ hai đó tức là gì? Chủ cách đó là toan, tú quăng, tâm hê. Rồi, như vậy là chúng ta sử dụng cái gì? Chúng ta sử dụng cái này là á hăng. Số nhiều là cái gì? Số nhiều là má dân, đúng không? Nhìn lên các bạn đó, viết cái này vô. Ai chụp hình được thì chụp đi. Đây. Cho các vị chụp cho rõ. Chụp đi. Học bây giờ thiết bị đầy đủ hết. Khỏe quá khỏe. Còn học mà cái chỗ mà không có thiết bị là bắt buộc mình phải nhớ cho lẹ. Mắt mình phải liếc cho nhanh. Rồi. Chụp luôn cái hai màn dưới luôn. Chữ tâm há. Cho cái ngôi hai. Rồi. Xong rồi bắt đầu tới cái chữ tá. Chữ tá là bao gồm đó là nó chia theo nam tính, trung tính và nữ tính. Cho nên chụp hết các bạn đó luôn. Rồi sư cũng sẽ gửi cho các vị in cái này ra. Nhưng mà mình chụp là sẽ sử dụng cho nên đó chữ âm há mà hiện tại mình đang sử dụng chỉ là chủ cách thôi. Chúng ta không cần phải những cái biến cách khác. Chúng ta sử dụng là á hăng là số ít và má dăng là số nhiều. Tâm há như vậy đó, chúng ta coi các bạn tâm há là cái gì? Toan ha. Chúng ta lấy chữ toan là số ít này nè và chữ tâm hê là số nhiều. Cách thứ nhất thôi nha. Toan và tâm hê ha. Toan và tâm hê. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Chữ tá. Tá thì chúng ta sử dụng đó là danh từ nam tính trước đi. Còn mà trung tính và nữ tính thì chúng ta, cho nên là chúng ta chỉ học là cái này trước đi. Số và tê nha. Số là cái gì? Số ít. Và tê là số nhiều. Tê. Số là số ít và tê là số nhiều. Cho nên ở đây là ngôi thứ nhất, thứ hai, ngôi thứ ba. Cho nên khi mà với cái động từ mà buôn chá tí như vậy, lưu ý nha, biết xem chưa. Xong chưa? Rồi, nhìn lên đây nha. Nhìn lên đây nè. Cho nên đó, khi mà chia theo cách, chia theo mà ngôi thứ ba đó, tức là gì? Hòa hợp với lại cái chủ từ. Ở đây đang là chủ từ, đó là đại từ nhân xưng. Ngôi thứ ba đúng không? Phải là hòa hợp với chủ từ và phải hợp với số ít. Vì rằng ở đây chúng ta đang số ít, cho nên chúng ta phải hòa hợp với cái chữ số này. Cho nên là chủ từ sẽ là cái gì? Chúng ta hiểu ngầm, dẫu rằng động từ đó là cái gì? Bùn cha tí. Chủ từ, dẫu rằng không viết chủ từ nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng đó là chủ từ, đó là so bun cha tí. Cái này là cái dấu từ, dấu hiệu từ hồi nãy có viết rồi nha. Rồi bây giờ kế tiếp nữa là cái gì? Hoặc chúng ta để chữ so đây luôn cũng được. Các vị muốn đây là so nè, đó, đóng ngoặc lại. Bun cha tí.
Các vị bên kia thấy không? So là cái gì? Là cái đại từ số ít ở bên đây ha. Tức là hắn là nó. Bun cha tí có nghĩa là động từ ăn. Nó ăn hoặc như là hắn ăn. Rồi thứ hai như vậy chúng ta sẽ thấy số ít là cái gì? Là toan. Toan như vậy động từ mà bun cha tí này, mà khi mà ghép với cái đuôi từ là xí như vậy nó sẽ là cái gì? Bun cha xí. Như vậy đó là cái gì chúng ta phải lưu ý là cái chữ mà bun. Khi mà ghép với cái này đó, chúng ta có hai trường hợp. Một là chúng ta ghép trực tiếp vào trong gì? Vào trong ngữ căn luôn. Ngữ căn của đó là chữ bút. Đúng không? Nó có hình thức thứ hai nữa, tức là cái gì? Nó có hình thức thứ hai nữa, tức là đây là cái động từ cơ bản của nó ha. Vậy như là verbal base. Verbal base của nó tức là gì? Nó ghép trực tiếp vào trong đây luôn rồi. Nó tạo thành gọi là gì? Bun giá. À, nó sẽ thành bun giá nha. Đây được gọi là verbal base. Hay được gọi là động từ cơ bản. Động từ căn bản, tức là nó đã ghép vào cái gì? Nó đã ghép hai cái này vô rồi, nó đã ghép cái dấu hiệu này vào trong đây rồi, nó mới tạo thành chữ bun chá. Nó chưa có ghép về biến cách thôi. Bởi vì sao? Biến cách là tùy theo thì hiện tại nó mới biến kiểu này, thì tương lai nó biến kiểu khác, rồi số ít nó biến chữ tí, nhưng mà số nhiều nó là nợ tí. Cho nên là cái trường hợp là chúng ta ghép thì chúng ta ghép trực tiếp vào cái này, nhưng mà có những cái trường hợp chúng ta ghép trực tiếp vào trong cái ngữ căn này luôn, hiểu không? Ghép trực tiếp vào trong ngữ căn này. Ví dụ như chúng ta sử dụng một cái cho past participle, tức là quá khứ phân từ. Past participle được sử dụng như một tính từ ha. À. Bữa khi mà học về quá khứ phân từ chúng ta sẽ nói đến đó. Bây giờ chúng ta chỉ sử dụng cái hình thức này là bun, tức là verbal base. Verbal base. Tức là động từ cơ bản ha. Động từ cơ bản khi mà ghép trực tiếp như là bun chá cộng với tí nó là bun chá tí, bun chá cộng với xí là bun chá xí, bun chá cộng với a mí nó sẽ là cái gì? Nếu mà số ít ở đây là a hăng. Biết là bữa nay là các vị sẽ rối cái này chỗ này chứ. Bun chá đúng không? Bun chá mà cộng với là a mí. Cộng với a mí. Á sẽ được xóa bỏ nha. Nó sẽ thành là bun chá mí. Biết vô. Biết vào vậy. Như vậy là chúng ta chỉ học cái này thôi. Chúng ta chỉ học từ cái động từ mà bun chá tí với ngữ căn là bút cộng với lại cái dấu hiệu tướng thôi, là ni cái hí tá và á cộng với lại cái biến cách của động từ. Biến cách của động từ là những cái này này. Biến cách của động từ là những cái này này. Cho nên khi mà ghép trực tiếp là tức là ghép vào cái verbal base, tức là cái động từ cơ bản rồi. Chúng ta mới ghép vào những cái này. Nó mới tạo thành những cái động từ. Không hiểu cái gì thì các vị nói nha. Đến học đó là học những cái này này, chứ còn mấy bạn chia là có sẵn rồi. Rồi chưa? Các vị yên tâm học ở đây thì cho các vị chép hoài luôn. Chép rất là giỏi. Học bằng mắt á, các vị biết không? Nó nhanh thiệt, nhưng mà nó dễ quên. Mình phải có cái, phải bỏ ra công sức thì mình phải biết được. Nếu mà rảnh thì sư mới làm nó trực quan bằng màu sắc rồi cho các vị dễ nhìn, mà tại sư không có thời gian, cho nên là chỉ là trắng đen kiểu đó thôi, các vị tự nhìn ra và sư nói giải thích cho các vị tự hiểu thôi. Rồi chưa, các vị hiểu được cái này chưa? Hiểu được chỗ này chưa? Cái đó các vị mới hiểu chưa? Chắc chắn là thế nào hỏi lên là lát nữa cũng lung cúng chưa kìa nữa. Lân cấn chưa kìa. Các vị dưới hiểu chưa nè? Vì rằng đó là chúng ta đang học về động từ, cho nên chúng ta học tạm gọn ngắn gọn về cái đại từ để chúng ta ghép vào trong đây cho chúng ta dễ hiểu thôi.
Còn bằng như nếu mà chúng ta không sử dụng để từ, chúng ta sử dụng cái gì? Danh từ. Ví dụ như con nai ăn, ăn cái gì, ăn cỏ vân vân, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng đại từ cũng được, chúng ta sử dụng cái danh từ cũng được cả. Rồi như vậy đó là cái gì? Á hang là bún cha mí nha. Rồi. Rồi bên đây là số nhiều. Số nhiều á là ngôi thứ hai như vậy nè. Hồi nãy trên đây là tí đúng không? Thì ở đây tức là n tí. Đúng không? Rồi xí ở đây tức là thác. A mí tức là a mát. Rồi, như vậy đó là số đại từ ở đây là số ít là số hòa hợp với lại cái động từ chia theo số ít đó là n tí. Là tí. Bây giờ mà chia theo bên số nhiều như vậy ra phải là t. Có ai nhắn không hiểu gì không chị Duyên? Có ai nhắn không hiểu gì không? Rồi bún chanh tí nha. Tức là bún chá nè. Cộng với cái gì? Cái đuôi từ n tí vô nó thành là bún chanh tí. Đơn giản như vậy nha. Lát mà kêu lên chia mà chia không được nữa là các vị có... ở dưới là gật đầu lẹ lắm vậy. Chữ thá đó là cái gì? Là tâm há nha. Là tâm hê chia theo số nhiều. Ngôi thứ hai nha. Như vậy là tâm hê. Tức là bún chá trên đây mà cộng với chữ thá ra là bún chá thá. Nhà bún chá thá chúng ta phải hiểu rằng là tâm hê bún chá thá. Tức là các bạn ăn. Dưới đây tức là gì? Nó ăn, hắn ăn. Dưới đây là chúng nó ăn. Chúng nó ăn. Ở trên đây tức là bạn ăn. Ở đây tức là các bạn ăn. Rồi ở trên đây tức là cái gì? Là tôi ăn. Thì ở đây tức là chúng tôi ăn. Số nhiều là má văn. Bún chá giống như hồi nãy luôn, bún chá mà cộng với a mí đây nè, thì á được xóa bỏ nó thành là bún chá mí. Thì bún chá mà cộng với a má như vậy thì sẽ thành bún chá má, đúng không? Rồi viết vô, chuẩn bị hai người lên. Trong mà cái quyển mà gọi là cái gì? Trong cái quyển mà gọi là The New Pali Course Part 1 đó, tức là cái khóa học về Pali, Tân Pali đó ha, thì chúng ta sẽ coi. Trong cái bài học 1 nữa này. Này. Chúng ta để ý nè, trong cái bài học 1 tức là cái gì? Ở trong đây người ta vẫn là declensions of noun, tức là cái sự biến cách ha, tức là chia biến cách của danh từ. Chia biến cách danh từ sử dụng chữ nara ở đây. Tức là na ro na răng na re na re hi na re bi na re hi. Đó, biến cách này là mình học rồi nha. Song song bên đó họ cho một loạt những danh từ mà kèm theo, để ví dụ như là manusá nè. Manusá, hatha manusá có nghĩa là nhân loại, là con người, là chúng ta học rồi nha. Hatha có nghĩa là cánh tay nha. Hatha có nghĩa là cánh tay. Ba đá có nghĩa là chân, hoặc như là bàn chân. Ca giá có nghĩa là cơ thể, hoặc như là thân thể, hoặc như là xác chết. Rút khá có nghĩa là cây cối. Ba sa ná có nghĩa là cái gì? Hòn đá, hoặc như là viên đá, tảng đá. Ga má có nghĩa là làng. Đâm má có nghĩa là gì? Ở đây là bút đá ha. Bút đá có nghĩa là the enlightened one ha. Tức là bậc mà đã giác ngộ. Bậc đã giác ngộ ha, hay được gọi là Đức Phật. Đâm má có nghĩa là doctrine, tức là giáo lý. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đâm má có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Sangha ở đây là community. Community tức là một cái đoàn thể. Ám chỉ tức là một tăng đoàn ha, cái đoàn thể tăng chúng. Aloka nghĩa là ánh sáng. Loka có nghĩa là thế gian, thế gian hoặc như là tam giới nha. Khi mà ghép vào cái từ mà tí loka có nghĩa là tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Akasa có nghĩa là bầu trời, hư không, bầu trời hoặc hư không nha. Suriya có nghĩa là mặt trời. Chanda có nghĩa là mặt trăng. Chanda mà chanda không có chấm dưới nha. Lưu ý,
có cái từ mà chanh đá chấm dưới nó khác nha. Chanh đá chấm dưới này nó là gì? Nó là adjective nha. Adjective nó là tính từ mang nghĩa rằng đó là hung tợn, ác độc. Còn chanh đá mà chanh đá không có chấm mang nghĩa danh từ nha, có nghĩa là mặt trăng. Từ mà ví dụ như từ mà cho cái mặt trời, mặt trăng thì nhiều từ lắm, nhưng mà chúng ta tạm ra chúng ta chỉ học những cái từ như vậy thôi. Rồi kế tiếp ở đây tức là mắt gá, có nghĩa là con đường nè. Mấy cái file này trên group có hết rồi nha. Các vị tự tải về thử coi vậy. Ừ. Rồi bút tá có nghĩa là son ha, là con trai. Kumara có nghĩa là boy, tức là cậu bé. Vanicha có nghĩa là merchant, có nghĩa là cái người thương buôn hoặc lái, thương lái ha. Và giờ thương nhân, thương lái, thương buôn. Chora có nghĩa là tên trộm, tên cướp. Mita có nghĩa là bạn ha. Đa xá có nghĩa là nô lệ, mà nô lệ nam đó nha, slave, nô lệ đầy tớ đó, người hầu đều sử dụng cái từ mà đa xá này. Bubala có nghĩa là đức vua. Bubala, Kassaka có nghĩa là farmer, tức là làm gì là nông dân. Nông dân nha. Lekaka có nghĩa là thư ký. Chúng ta yên tâm đi, làm riết thì chúng ta nhớ nghĩa ha. Rồi, một loạt như vậy. Rồi kế tiếp đó là người ta mới đi chưa cho mình cái gì? Là cái bảng mà gọi là bảng rút gọn đó, là OA ăn E đây này. N đây này, chúng ta lưu ý đây này. Cái cách này nha, hoặc như là nó cũng bằng như là M chấm dưới, nó cũng bằng là M chấm trên. Viết vô. Đọc ở đâu đó mà có họ sử dụng cái gấp như vậy là đều chúng ta phải hiểu rằng đó đều là M chấm dưới cả hết. Chứ đừng có mà sư nói rồi cứ nghe cho đã, rồi bắt đầu là mốt là quên, rồi bắt đầu hỏi sao vậy nha. Mấy cái gì mà cái lưu ý mà nhỏ nhặt mà nó tỉ mỉ mà có sự khác biệt á, chúng ta nên viết ở trong một cái quyển sổ nào mà gọi là cái sổ đó là sổ quan trọng. Chứ đừng có nguyên cái quyển tập mình chép cái gì mà cũng chép vô đông hết, mốt kiếm không biết ở đâu mình kiếm. Các vị biết cái cách mà học mind map không? Phải các vị học mà bằng là bút bằng màu đó. Các vị sẽ phân ra cái nào quan trọng sẽ sử dụng bằng bút đó. Còn cái nào mà bình thường thì các vị sẽ viết mà bằng cái mực thường. Thì như vậy khi mà kiếm các vị chỉ kiếm theo màu thôi. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng cái gì? Ở đây là A Năng này này. Chúng ta thấy chị A Năng không? Vì rằng file PDF nha, đụng vô cái là nó ra màu đen hết luôn à. A Năng ở đây tức là gì? M chấm dưới đó. Cho nên mốt nhìn vô đây đừng có gì lạ lẫm nha. Rồi. Ở đây là tất cả các danh từ đó này. Các vị có thể mở ra cái quyển gì? Cái quyển màu xanh đó. Bali căn bản. Vị nào có cái file Bali căn bản không? Quyển màu xanh. Rồi cái chữ Manusa hồi nãy anh chị là con người, mà ở đây chia theo Manusa năng. Manusa năng. Các vị giữa và các bạn chia biến cách danh từ đó thì trả lời cho sư rằng đó là Manusa năng là chia theo cách nào, mang nghĩa gì. Manusa ná xin nêu nghĩa nó ra, có nghĩa là con người, nhân loại, người ta. Các vị khỏi dạch luôn, khỏi dạch, nhìn lên đây được rồi, khỏi dạch. Dạch ra nó chiếm thời gian vậy. Nhìn lên đây học trực tiếp luôn. Mình có viết là mình viết vào cái tập nháp của mình đó, là chữ Manusa năng sư nói rằng đó là con người, nhân loại, mình viết hai nghĩa đó vô. Rồi bây giờ Manusa năng mang nghĩa gì, mở ngoặc đơn ra, nó mang nghĩa gì? Tức là được chia đó, tại vì bây giờ ở đây là nó A Năng rồi, nó đã chia biến cách rồi. Từ gốc của nó là Manusa. Đúng không? Dựa vào cái bảng chia mà tóm lược và danh từ đó, chúng ta nhìn vào trong đó cái dấu hiệu mà A Năng nó cách thứ mấy? Nhìn vào bảng chia kìa. Rồi xin mời một vị. Cô Nghĩa, Manusa năng này chia theo cách thứ mấy, mang nghĩa gì cô? Đúng rồi. Mang nghĩa gì cô? Nếu mà cách thứ tư số nhiều. Cho hoặc đến những người hoặc người ta ha. Chúng sanh, nhân loại. Đến mới cách thứ sáu. Của nhân loại nha. Đây này.
Đây 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 nhìn lên đây. Đấy. Chúng ta sẽ thấy rằng cái gì? Ví dụ như buriso burisa ra đúng không? Đúng không? Thì như vậy ở đây a năng là cách gì? Cách thứ tư và cách thứ sáu số nhiều đây này. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng a năng cái đuôi từ a năng. Bây giờ đừng có bảo rằng đó là sư phải kiếm cho con cái bảng gọi là a năng trên đây nữa nha. Tự cái bảng này tự mình biết thôi nha. Chứ mà sư mà cứ mở, sư cứ kéo tới kéo lui như vậy có đôi khi nhiều người họ nhìn cái màn hình họ rối luôn. Các vị ở đây các vị phải tự biết mình có cái sách trên tay mình phải tự mở cho lẹ. Học cái này là mắt phải lẻ, tay phải nhanh. Yeah. Đầu phải cho nhanh, cho tỉnh táo, cho lạnh nha. Rồi chưa? Rồi bây giờ hỏi tiếp. Kế tiếp buriso, buri từ cái danh từ mà burisa có nghĩa là nam nhân. Nam nhân tức là người nam đó, hoặc như nhân loại. Rồi. Như vậy chia burisa như vậy cách thứ mấy? Nhìn vô các bạn chia cách của mình. Rồi xin mời cô Hảo. Cách thứ hai và cách thứ bảy, nếu cách thứ hai thì mang nghĩa gì? Những nam nhân tại số nhiều mà. Ví dụ như căn bệnh đó nó xuất hiện ở trên cơ thể của một người nam đó. Thì ở trên cơ thể người nam đó, trên người nam ở đó. Chúng ta phải hiểu không? Bây giờ sư hỏi mấy người mới nha. Cho mấy người mới thực tập dạ. Rồi cái chữ hát thăng là từ cái danh từ gốc nghĩa là gì? Là hát thác, nghĩa là cánh tay nha. Hen đâu rồi? Đây hát thác đây là hen đây này nha. Rồi, sư mời anh cuối cùng. Chữ hát thăng chia bao nhiêu cấp và mang nghĩa gì? Không có đến nha. Cánh tay thôi. Rồi cảm ơn anh dạ. Rồi như vậy đó là kế tiếp là ba đâm hí từ cái danh từ gốc là ba đá. Ba đá có nghĩa là cái gì? Là bàn chân. Ba đá. Đây ba đá đây này. Ba đá có nghĩa là lép hoặc là foot nha, có nghĩa là bàn chân hoặc như là chân luôn, dấu chân bàn chân luôn. Rồi xin mời chị cái bên. Rồi chữ đó là chữ ba đâm hí. Cái mai đâu rồi, đưa cái mai cho hả? Bật pin lên cái rồi đưa cho các vị đó. Dạ. Mình gõ gõ thì nó có lên tiếng chưa? Rồi. Dạ mời chị. Dạ thưa sư, ba đâm hí là ở bàn chân như đâu các thứ bảy. Dạ vâng. Rồi ở hoặc như tại bàn chân ha. Rồi cảm ơn chị. Rồi chị kế bên. Ca dê ná từ cái danh từ gốc là ca giác có nghĩa là cơ thể, sắc thân, thân thể. Mà chia theo ê ná như vậy đó là chia theo cách thứ mấy? Chị Hoan Hỷ bỏ cái mic sát lên rồi chị nói, chị trả lời dạ. Các vị trong Zoom cũng Hoan Hỷ làm nha. Các vị trong Zoom cũng Hoan Hỷ làm đó. Dạ, rồi mang nghĩa gì chị? Dạ không, nghĩa gốc của cái từ đó là ca giác, nghĩa là thân, cơ thể đó. Là cái gì?
ghép mấy cái giới tự đó, chọn một trong các giới tự đó, cái nào thích hợp với cái chữ thân cơ thể đó. Do thân hoặc như là bởi thân, bởi cơ thể. Ví dụ như là cái thiện pháp đó được tạo tác bởi thân nghiệp, bởi bậc thân. Ví dụ như cái thiện nghiệp, vấn đề ví dụ mình lên mình cúng dường tận tay như vậy, thì nó được thể hiện ra bằng thân. Thì chữ bằng thân, bởi thân thì chúng ta sẽ được sử dụng trong đây. Lưu ý nha. Đấy. Rồi kế tiếp, Bút Đê Sú. Bút Đê Sú là từ danh từ là Bút Đá nha. Bút Đá có nghĩa là Đức Phật. Rồi, chuyển mít qua kế bên. Mời chị Linh. Chữ Bút Đá mà chia theo ê số như vậy là cách thứ mấy, với nghĩa gì? Chữ Bút Đá gốc từ của nó là Đức Phật. Cách thứ mấy? Cách thứ bảy. Rồi mình dịch như thế nào? Giới từ cho cách thứ bảy đó là trên, trong, tại, ở. Thì mình ví dụ như mình bây giờ là Bút Đê Sú, như vậy chia theo cách thứ bảy mà số nhiều, như vậy là các Đức Phật, đúng không? Như vậy là trong hoặc như là nơi các Đức Phật. Ví dụ như hào quang được xuất phát hoặc như là trí tuệ nhất thiết trí đều có tại nơi chư Phật. Chúng ta phải hiểu không? Bây giờ là cái bây giờ nó không phải là một câu mà nó chỉ là những từ được chia biến cách cho các vị tập chia như vậy. Nhưng mà khi mà vào đó bắt đầu sẽ ghép với lại động từ sẽ tạo thành một câu. Rồi xin mời kế tiếp, Đâm Măng. Dạ vâng. Rồi, dạ cảm ơn chị. Mấy vị còn trẻ mà nhảy á, mình tập đó là mình không nhìn luôn. Tập là không nhìn nữa. Rồi mời anh kế tiếp, Xăng Găm ha. Nghĩa gốc của nó nghe là tăng chúng. Như vậy là cách thứ mấy, mang nghĩa gì? Vâng. Rồi, đúng rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, mà chị kế tiếp, Suriya. Từ cái từ gốc là Suriya có nghĩa là mặt trời. Các vị có hiểu cái ý sư làm cho các vị không? Làm cái này là các vị tự nghĩ trong đầu ra luôn. Đúng rồi. Mang nghĩa. Cách thứ hai số nhiều. Vị sau trả lời luôn là cách thứ hai là tên gì luôn nha. Chứ nói thứ hai biết có đôi khi không nhớ tên là cách nó biến cách gì. Rồi, số nhiều, mang nghĩa. Rồi, cảm ơn chị, chính xác. Kế tiếp, chưa, đâu ra là sao? Còn nữa, biết cách nào nữa? Dạ. Yeah. Rồi, đúng rồi, tại hoặc là trên. Rồi. Rồi, chị Hoan Hỷ đưa cái mic xuống cho hai cái chị phía dưới kìa. Kế tiếp nữa là rút khách xá, rồi mời chị luôn. Từ gốc của nó rút khá có nghĩa là cái cây nha, cây cối hoặc cái cây. Như vậy chia biến cách gì, mang nghĩa gì? Dạ mang nghĩa.
cho đến để chỉ là những cái giới từ được kèm theo thôi khi mình dịch. Chưa chưa chưa, cách thứ tư. Cách thứ tư đang là cho đến để tặng cấp mà. Đến cây, gốc từ của nó là chữ rút khác, có nghĩa là cây cối mà, đến cây nè. Ví dụ như đối với văn hóa của Ấn Độ như vậy tức là cái gì? Ở làng, ở đình hoặc như ở trong rừng như vậy có những cái cây cối cổ thụ như vậy, chắc chắn sẽ có những cái vị chư thiên ở ngự trên đó. Cho nên khi mà đôi khi cái quan điểm của họ đó thì họ cái gì? Họ thờ mà đa thần mà. Đa thần rồi bắt đầu nó mới phát triển thành nhất thần. Cho nên là họ cái đối với cái nền văn minh mà thời đó chưa có phát triển nhiều đó, tức là cái gì? Cho nên trong Pháp Cú Kinh đó, Đức Phật mới bảo rằng đó là cái gì? Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y. Quy y tức là chỗ nương tựa nha. Lưu ý nè, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp như này, thường đó thì họ sẽ đi đến là họ quy ngưỡng, họ nương tựa vào những cội cây, và họ vì rằng họ tin rằng nơi đó là có thọ thần có thể che chở cho họ được. Đấy. Cho nên đó là ví dụ như là đến cây mang nghĩa rằng tức là họ cúng bái đến cho cái cây đó. Dạ. Cúng bái đến vị thọ thần đấy đó. Rồi kế tiếp còn cách nữa, cách thứ tư, cách thứ sáu mang nghĩa gì? Của cây hoặc là thuộc về cây là đúng rồi đó. Ví dụ nhánh của cây, chúng ta sẽ học thì chúng ta sẽ biết. Các vị phải liên tưởng lên, liên tưởng cho nó trù phú trong đầu mình. À, rồi kế tiếp mà chỉ cái bên Akasia đó, từ gốc của nó là Akasa có nghĩa là hư không, bầu trời. Rồi cảm ơn chị. Rồi kế tiếp Bubalebi. Bubalebi là từ gốc là Bubala có nghĩa là đức vua, nhà vua. Rồi đưa mắt lên trên. Dạ. Cái từ số 12 đó, Bubalebi, từ gốc của nó là Bubala có nghĩa là đức vua, nhà vua. Như vậy đây là cách gì, mang nghĩa gì? Dạ, kính sư thì cách này đó là công cụ cách số nhiều và cách số nhiều. Nghĩa? Nghĩa của công cụ cách là gì? Công cụ cách số nhiều là dịch trực tiếp vào luôn. Đúng rồi. Còn ly cách số nhiều là từ những đức vua. Bởi những đức vua và từ những đức vua nha. Dạ. Cho nên cách thứ ba là phải số nhiều, tại vì nó là bởi những đức vua. Rồi cảm ơn. Kế tiếp Dewa, từ danh từ gốc là Dewa có nghĩa là thiên, vị thiên nha. Chúng ta đừng có xài cái từ chư thiên nha, chư là nhiều, mà chúng ta đừng có đều là vị thiên nhân. Vị là em chỉ là một người rồi ha, mà chỉ nhân nữa em chỉ là ấy nữa, cho nên chúng ta là một vị thiên, hoặc như là vị thiên được rồi, hoặc như là thiên nhân, nếu mà xài cái từ thiên nhân là được rồi, hoặc như là vị thiên. Thưa sư, con xin trả lời. Đề ba được chia theo là năm thứ 8 và năm thứ 5 số đất. Năm thứ 8 có nghĩa là khâu cách đó là vị thiên. Năm thứ 5 số đất có nghĩa là xét xứ là từ nơi vị thiên. Năm thứ 1 và năm thứ 8 số nhiều. Năm thứ 1 là chỉ cách, chủ cách là từ nơi vị thiên. Còn năm số 8 số nhiều là khô cách, có nghĩa là dạ rồi. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi kế tiếp chanh đăng. Dạ. Các vị cũ làm lẹ lên coi. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ kế tiếp gamasma. Dạ đúng rồi. Từ làng ha, từ làng, từ chứ không phải là gần nha. Gần là chúng ta sẽ có một cái gì bất biến từ được nói ở trong đó. Kế tiếp có nghĩa là cái gì, số 16 có nghĩa là gonaya. Gona là con bò đực đó, ox. Cách thứ tư.
Cái số 4. Đúng rồi, đến con bò, cho con bò. Cho con bò đực nha. Ox. Chứ nó cull là có con bò cái là nó mang nghĩa khác nha. Rồi kế tiếp mời cô. Si ha năng từ cái gốc từ tức là si ha có nghĩa là con sư tử. Cô Hoan Hỷ coi lại. Cô Hoan Hỷ coi lại. Trật rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cách thứ tư với thứ sáu. Rồi, cách thứ tư với thứ sáu mang nghĩa gì con? Cách thứ tư đó là cách, cùng cách thứ sáu là cách. Dạ, số nhiều. Rồi, mình nói nghĩa. Rồi. Cái đó là cách thứ sáu, rồi còn cách thứ tư. Của những con sư tử nha, tại đây số nhiều mà. Rồi. Đến những con sư tử. Rồi, dạ cảm ơn cô. Rồi. Kế tiếp. Si ha năng từ cái gốc từ tức là ôi xin lỗi. Asso nha, từ gốc từ là assá có nghĩa là con ngựa. Số 1, cách gì cô? Rồi. Nghĩa là con ngựa, hồi nãy sư mới nói con ngựa đó. Con ngựa. Thì đúng rồi. Thì nó vẫn mang nghĩa là con ngựa thôi. Dạ đúng rồi. Rồi kế tiếp. Sakuna. Gốc từ của nó là Sakuna là con chim. Rồi, nghĩa. Rồi, được rồi, đúng rồi dạ. Thường á, các vị biết cái này nó xuất phát từ đâu? Xuất phát trong Cha Tất Cá, những câu chuyện về tiền thân với những Đức Thế Tôn mà tái sanh làm những cái con vật như vậy đó. Thì trong cái cuộc mà đối thoại với nhau đó, ôi con chim, mọi người, ôi cái này là chuyện bình thường. Nó không có ngỡ ngàng gì cả nha. Các vị mà đọc chú giải nhiều, các vị sẽ thấy rằng văn phong nó sẽ có lặp lại chứ đấy. Rồi kế tiếp, Man Jasmine. Rồi chính xác. Rồi tiện thể làm luôn cái đoạn này luôn. Đưa tiếp luôn, đưa micro tiếp luôn. Bây giờ translate into Pali, tức là dịch sang Pali luôn. Rồi cái số 1 là the dogs. Số nhiều nha. Lưu ý. Những con chó tiếng Pali là gì? Những con chó hồi nãy đó là Sakuna. Đây từ gốc. Từ gốc con chó ra đây là Sakuna. Anh mời anh lên trên đây viết. Cái này là phải lên đây viết nó mới chính xác. Tại vì chữ Bali là sư cần là các vị phải viết cho chính xác. Các vị Hoan Hỷ viết chỉ khuỳnh. Khuỳnh bên đây có ghi được không vậy? Có quay được không? Thế mà. Dạ đây đúng không? Rồi ok. Viết đây. Viết xác ở đây. Đây. Thấy cái chữ mà Sakuna không? Sakuna là con dog kìa. Dog. Dưới cái chữ mà Gona là ox. Khỏi viết tiếng Anh, khỏi viết tiếng Anh. Viết tiếng Bali cho sư luôn nhỉ? Mà chia cấp luôn nha. Dạ. Không, trong cái bài nó là chỉ là gì? Là the dogs mà tiếng
nhận con chó, rồi anh tự biết, anh tự phải tính nó là cách gì. Người ta viết tiếng Anh như vậy, bây giờ anh phải hiểu đó là tiếng Pali tương thích với cách gì. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh. Sunakha. Sunakha. Chúng ta ghi là Sunakha nha. Một chữ KH thôi nha. Rồi. Các vị hiểu cách làm chưa? Rồi, hồi nãy đó là đưa lên trên đây mà lại quành xuống, còn trên đây nữa. Trên đây, mời anh lên trên đây. Mời anh lên, dạ. Cái câu số 2 có nghĩa là cái gì? Of the hand. Nhìn nè. Of the hand. The hand có nghĩa là hát thác. Rồi, lên chia. Không, mấy vị trẻ trẻ là tiếng Anh là biết rồi. Mình nên nhớ rằng thứ tư có nghĩa là gì? Cái cách thứ tư đó là, cái cách thứ tư là to hoặc là for. Cách thứ sáu có nghĩa là of. Yeah. Cách thứ ba có nghĩa là gì? By, through. Cách thứ năm có nghĩa là gì? From. From to. Hát thá. Ở trên đây. Thấy cái chữ hát thá chưa? Kiểm tra cho kỹ. Kiểm tra nha, viết xong rồi phải kiểm tra cho kỹ trước khi mình xuống. Rồi, mời một vị kế tiếp luôn. Vị nào kế tiếp lên viết luôn. Cái câu thứ ba có nghĩa là cái gì? On the man. On the man nha. On ở đây có nghĩa là gì? On into nha, có nghĩa là cách thứ bảy. Mà the man có nghĩa là cái gì? Manusia. Rồi, mời vị kế tiếp. Rồi, mời chị đây nè. Mời đây này. Mời chị. Kiểm tra kỹ chưa? Các vị lưu ý nè. Các vị coi như vậy đúng chưa? Of the hand. Đúng chưa? Phía dưới không nhận định được đúng hay chưa? Đúng rồi. Rồi, mời chị. Đây, nhìn lên đây. Câu thứ ba tức là on the man. On the man nha. Yeah, on the man. Chữ man có nghĩa là gì? Nếu mà số ít đó có nghĩa là, nhìn đây. Human being ha. Human being tức là manusia đó. Xài từ manusia hoặc xài từ burisa đi. Chỉ xài từ burisa cũng được. Burisa phía dưới. Hình như có từ burisa đúng không? Đúng rồi. Cái từ đầu tiên đó, Burisa đây này. Quên cầm cái laser này. Hả? Sự cái yêu cầu của nó là cái gì? Là on the man. Thì mình coi nó thuộc bao nhiêu cách thì mình biên cho bao nhiêu cách. Còn nếu mà nó chỉ là một cách thì mình viết một cách thôi. À đúng rồi, viết hết rồi cho nhớ. Rồi, vị kế tiếp. Toàn. Nhìn cái câu kế tiếp là câu số 4 là from the tree. From the tree. Tree có nghĩa là gì? Rút khá nha. Chúng ta coi cái cách con viết phía dưới. Chúng ta coi. Thứ bảy như vậy đúng không? On the man đúng chưa? On the man đúng chưa? Chị man này là số nhiều số ít? On the man, còn này on the man. Cho nên là ê xú nha, bú rí xê xú. Thôi bây giờ chắc qua tiếng Việt cho các vị dễ nhìn ha. Tiếng Anh các vị khó nhìn đúng không? Rồi tiếng Việt đi.
Các vị hoan hỷ chờ xíu. Rồi đây. Bài tập 1 đây, tiếng Việt đây. Hồi nãy mình là câu 4 đúng không? Từ trên cây. Đây này. Rồi bây giờ tiếng Việt nha. Từ trên cây, câu số 4. Cây có nghĩa là rút khá nha. Cây có nghĩa là rút khá. Cái chữ rút khá. Đây, rút khá đây. Thấy không? Đây này. Đấy, rút khá có nghĩa là cây. Có sách màu xanh đó, mở ra chuẩn bị tới cái câu của mình. Dạ. Sư kêu bất chợt người nào chứ không kêu theo thứ tự nữa. À, viết cho trước ha, lát ha. Lát nữa mình kêu không trúng cái từ đó nhở. Từ gì? Đúng rồi. Như vậy là từ trên cây nha, từ trên cây. Từ cây thôi, chứ chúng ta đừng có từ trên cây cho nên ha. Chúng ta biết là từ trên cây như vậy đó là thà coi bản tiếng Anh đó mà nó chính xác. Tiếng Việt đó, dịch có đôi khi đấy, ví dụ như from the tree nè, từ cây thôi chứ đâu có từ trên cây. Trên nó là thêm một giới từ trên nữa, người ta hiểu nhầm từ mà còn trên nữa, hiểu không? Dạ. Rồi ok, Rukhasma. Sao không viết ba chữ luôn mà đi viết một chữ? Mình viết ba chữ mình còn nhớ, mình viết một chữ rồi. Mình nhớ còn chữ thôi, còn hai chữ kia thì sao? Rồi, cái câu kế tiếp là in the islands. In the islands. Và tiếng Việt ha, tiếng Việt xin lỗi, để cho tiếng Việt. Tiếng Việt nó nằm ở đây. Rồi, in the islands có nghĩa là gì? Trên những hòn đảo nha. Trên những hòn đảo, câu số 5. Hòn đảo có nghĩa là gì? Là đi bác. Đi bác. Đây, hòn đảo ngọn đèn đi nha. Rồi vị kế tiếp. Vị kế tiếp anh. Rồi lên viết luôn. Cái này là các vị biết rồi đúng không? Rồi ổn rồi, nhớ rồi. Rồi qua đây anh. Anh bước anh coi chừng cái dây nha. À, bên kia là Rukha, Rukhasma, Rukha, Rukhamha. Rồi đúng rồi. Rồi đi bê xuống tức là trên những hòn đảo đúng không? Bởi những... Ok, những bàn tay. What? Trên những hòn đảo đúng rồi. Rồi kế tiếp số 6 tức là với cái chân. Tiếng Anh có nghĩa là cái gì? With the foot. The foot. Rồi kế tiếp, chỉ kế bên luôn. Câu số 6. Với cái chân có nghĩa là ba đá nha. Chân hoặc như là bàn chân đều là ba đá cả. Đây lên đây, sư bôi hết rồi nè, lên đây. Lên đây viết là được à. Vị sau lên viết đó là bôi cái bạn của vị trước. Cứ như vậy. Bôi trước rồi bắt đầu mình biết câu trả lời của mình sau. Cái câu cần dịch có nghĩa là gì? Với cái chân. Dạ, với cái chân. À, chữ cái chân phải không? Cái chân chữ ba đá. Đây. Đó. Với cái chân. Kiểm tra kỹ trước khi về nha. Đúng chưa? Các vị kiểm tra coi đúng chưa nè. Các vị ở dưới nè. Đúng chưa nè. Trời, vậy cũng gật đầu hay thiệt chứ chưa? Sư đã bảo ra là kiểm tra trước khi về mà cũng... Rồi sai lên sửa. Nhắc vậy đó. Rồi nhắc người dưới coi đường kim gia đúng chưa. Gật đầu hết. Hay thiệt đó chứ.
Rồi kế tiếp. Rồi kế tiếp luôn luôn. Vị ngồi kế tiếp luôn. Câu số 7 đó là bởi những cánh tay. Mấy cái này nó dễ quá cái kiểu này. Thôi các vị về tự làm nha, nó dễ quá rồi dạ. À. Chứ ai mà ngồi mà cứ lục ba cái này nó ấy dạ. À. Rồi bây giờ qua Pali Make Easy nè. Làm gì phải đánh đố các vị kia chứ mà dễ quá. Vị bảo đi học vậy nó nhàm. Rồi bây giờ quay qua vấn đề mà động từ. Hồi nãy có động từ đúng không? Rồi bây giờ lên bạn động từ. Bây giờ là các động từ nha. Utthithami. Utthithami là phía trên này là động từ gốc của nó là utthithati nha, mang nghĩa rằng đó là stand up hoặc get up, có nghĩa là đứng lên, đứng dậy. Rồi mời chị kế tiếp lên chia các bạn động từ, chia thành ba cột luôn. Bây giờ không, bây giờ chị làm cái này utthithami dựa vào các bạn chia hồi nãy á là nó đang thuộc vào ngôi thứ mấy, số mấy. Tự thêm cái đại từ tương thích vô. Hiểu không? Hả? Không, một người lên làm ví dụ rồi đó, cái này là còn chưa hiểu nữa. Khi mà làm có một cái ví dụ ai cũng nhìn lên cũng biết rồi, bắt đầu người ta sẽ lên nhiều vậy. Thôi bây giờ là sẽ làm cái nè. Đây nè, dòm đi dòm đấy nè. Cái động từ gốc nó có nghĩa là gì? Út tít thá tí đúng không? Dòm nha, lát nữa rồi bắt đầu là lại không có ấy nữa. Út tít thá tí. Utthithati đúng không? Rồi utthithati, động từ gốc là utthithati nhưng mà từ của chó đó khi mà nó chia ra là utthithami. Như vậy là cách ngôi thứ mấy? Đúng rồi, ngôi thứ nhất, số ít hay số nhiều? Số ít. Như vậy đại từ mà chúng ta sử dụng tạm trong đó là chữ gì? Ahang. Ahang utthithami. Utthithami mang nghĩa rằng đó là gì? Tôi. Tôi đứng. Viết nghĩa ra nha. Nhưng mà làm cái đó dễ lắm. Đúng không? Một động từ đó làm hết cho sư luôn. Ba ngôi, số ít số nhiều luôn. Thêm đại từ tương thích vô. Động từ kế tiếp là quá xá tí. Nhìn lên đây nè. Quá xá tí có nghĩa là sống. Quá xá tí gọi là dwells. Hoặc như là live state. Có nghĩa là sống. Rồi mời chị lên. Chị đây, chị chưa có thoát đâu. Rồi xin mời một vị kế tiếp luôn. Lên tới với cái động từ bằng cách sát tí. Chia theo. Mình đó. Lên đây. Động từ quá sát tí. Các vị ở trong Zoom cũng hoan hỷ viết nha. Danh từ là chỉ làm đại khái vài bài tập như vậy, các vị về tự làm thêm. Nó quá dễ luôn. Coi chừng cái dây, bước qua luôn. Rồi bây giờ các vị ở dưới đó làm cho sư cái từ tít thá tí, cái từ thứ ba này. Tại vì làm giống là các vị sẽ câu trên đây, làm khác cái từ tít thá tí cho sư. Sư xuống sư kiểm tra bất chợt nha. Các vị hoan hỷ viết là liền. Vị cũ vị mới gì cũng làm hết. Tít thá tí từ thứ ba. Tít thá tí có nghĩa là stand, có nghĩa là đứng. Thấy không? Tít thá tí đây này. Quá sát tí, gách sát tí, tít thá tí. Ủa sao hai người quá sát tí hết luôn? Gách sát tí. Làm giống rồi nhìn qua rồi bắt đầu nó biết à. Gách sát tí. Chữ thứ hai. Gách sát tí. Các vị ở dưới làm cái chữ mà tít thá tí cho sư. Không sao, học ngày đầu mà cô làm được là cô hơn mấy người kia luôn. Thiệt, bây giờ cô cứ biên cái chữ này xuống là tít thá tí, là cái chữ thứ ba, tít thá tí nha. Cô chấm dưới nha. Viết cái chữ đó xuống, rồi bắt đầu cô mới chia là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Cột là cột số ít và cột số nhiều. Cột số ít như vậy là bắt đầu mình
dựa vào cái đuôi từ hồi nãy, cái đuôi từ sư cho chụp á, cho viết á, không, cái này là danh từ, biến cách này là biến cách danh từ, biến cách động từ hồi nãy có viết cho đâu, có viết trên bảng đó, bảo các vị viết lại đấy, đấy. Mà thứ nhất là cô có hiểu cái này chưa, cô có hiểu cái bảng chưa này chưa? Đây, ví dụ như đây là cái động từ, mà động từ là động từ, cái động từ là, mẫu là buôn chá tí đúng không? Khi mà chúng ta ghép vào đó, chúng ta sẽ ghép vào với các đuôi từ. Các đuôi từ ở đây là xô tí. Đây, cô viết theo cái kiểu này. Thôi đây sư viết cho cô luôn chưa? Đây. Bây giờ các đuôi từ mà số ít phải không? Ngôi thứ ba đó là đuôi từ số ít đó sẽ là n tí. Xin lỗi, tí. Số nhiều đó là n tí. Số ít đó là xí. Số nhiều đó là thá. Số ít đó là a mí. Số nhiều đó là a má. Rồi, đây là cái góc từ nha. Bây giờ là, bây giờ cô gạch cái đi. Rồi bây giờ cô mới động từ một cách chi tí. Rồi bây giờ đó là hồi thứ nhất, hồi thứ hai, khỏi, động từ cách chi tí cũng được. Hồi thứ ba, thì như vậy. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ hồi nãy đó là sư có đề cập thêm gọi là cái đại từ nữa, chúng ta còn nhớ không? Đại từ mà, đại từ mà so có nghĩa là nó. Nó ha, tương thích với lại nó. Rồi, xin lỗi, nó ở dưới đây. Nó. So. Nó. Cái này là T. Chúng nó. À. Rồi ở đây là cái gì? Toan. Bạn. Rồi đây là tâm hê. Các bạn. Rồi đây là á hăng. Á hăng nha. Á hăng tôi. Rồi đây là má dân. Chúng tôi. Đấy, thì như vậy cô cứ viết ra giờ là cái gì? Số mà với cái đuôi từ là tí. Như vậy mà trước khi mà cộng với cái này đó là phải cộng với cái gì? Cái động từ, ví dụ động từ mà, động từ mà quá xá tí nha. Thì cái góc từ của nó là, cái căn của nó là căn was, phải không? Nhưng mà cộng với lại căn á này, nó mới tạo thành là động từ tướng là was. Cho nên cô ghép cái was thì xuống như đây, nó thành là ở đây đó là so là nó, động từ đó là was tí. Rồi tương tự t was mà cộng với n tí là t was tí. Ha. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chứ cộng vô thôi nhỉ. Rồi sa gia tí ở đây so sa gia tí, tê sa danh tí, toàn sa gia xí, tùm hề sa gia thá, a hằng sa gia mí, ma dằng sa gia má. Rồi chính xác, giỏi, phải tiếp thu vậy đó chứ. Chị bỏ cái tay ra cho coi coi. So tí thá tí, so tí thành tí, toàn, toàn là một chữ vi nha chứ không phải w nha, toàn là một chữ vi chứ không phải w. Rồi bắt đầu tít thá xí, tít thá thá, tít thà mí, tít thà má. Rồi chính xác. Chị Linh kịp không chị Linh? Không sao, kệ nó, cứ viết từ từ từ. Chị Hiệp. Đâu hồi nãy sư có viết cái chữ mà gọi là cái bảng mà động từ đâu. Mình có viết vào không? Này, mở mở lên cho chị này coi với. Đấy, dòng qua đây. Nhìn vào để chia cùng với người ta vậy. Đó, 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 đây nè. Đây, đây, đây. Các vị đó, có bị nhầm lẫn, nhầm lẫn cái chỗ này này. Các vị để ý này. Ví dụ như là động từ, nhìn lên đây nha. Căn bên kia là căn gì? Căn was. Cái động từ là was, was tí, nhưng mà căn đó là căn was cộng với gì? Cộng với á, cộng với tí. Khi cộng đó là mình không có cộng trực tiếp vào ngữ căn, mình cộng với gì? Động từ tướng, tức là was xá. Was xá thôi. Rồi từ cái was xá này rồi mình mới đi ghép vô những cái đuôi từ mà tí, n tí, xí, thá, mí, má. Như vậy đó là gì? Was xá xí, was xá thá, was xá mí, was xá má. Lưu ý nha. Lưu ý. Như vậy là bên kia là chữ kia trật. Cái chà tí, cái chanh tí.
cái chat xí, cái chat tháng, cái chàm ý nha. Đây, đây, đây. Chữ nào trên đây cũng là trật luôn. Tức là cái gì? Gốc của nó là gì? Găm. Mà nó đổi thành gách chờ. Cộng với á, cộng với tí. Như vậy khi mà ghép vô đó là chúng ta là gách chờ, gách chá luôn nha. Chúng ta là gách chá. Luôn luôn rồi chúng ta nên nhớ rằng, bây giờ sư chỉ cái mẹo, chúng ta nhìn thấy động từ phải không? Chúng ta cứ bỏ hết cái chữ cuối này đi. Nó còn lại chữ gốc này, ghép vô. Mà khi chữ gốc như vậy mà nó cộng với cái gì? Cộng với cái đuôi từ hồi nãy chúng ta nói là a mí đúng không? Chữ a đấy nè. Thì khi mà chữ á mà gặp cái chữ a trường âm như vậy là chữ á được xóa bỏ, là chữ a là cái cha mí thôi. Hiểu chưa? Cái mẹo nhớ vậy thôi. Thấy động từ cứ bôi luôn cái chữ tí đi. Đại khái là bây giờ các vị hiểu như vậy. À. Rồi chưa? Ủa nhưng mà viết có biết cái nghĩa không vậy? Các vị viết mà có biết nghĩa không vậy? À, viết phải biết nghĩa nha. Tức là hôm nay cho các vị cầm bảng lên nha. Tức ngày tuần sau là không cầm bảng nữa nha. Về danh từ cũng như động từ không cầm bảng nữa. Được không? Phải thử sức chứ. Hả? Rồi mời hai vị lên. Mời hai vị. Rồi tự xung phong đi kêu gì nữa. Rồi mời hai vị lên. Các vị nha, hoan hỷ nhanh nhanh lên. Rồi xin mời cho. À. Mời cô nè. Cô này nè. Cô mới đó. Mời cô dạ. Rồi chị có chị cái chừng cái dây, cái chừng cái dây nha. Chị là động từ nisi đá tí nha. Đây. He sits ngồi đó. Nisi đá tí, nisi đá tí. Cô cầm cái dây, cô chừng sợi dây. Nisi đá tí, cô chừng sợi dây. Cô viết kiểm sư cái chữ mà a ba cái chát tí. Cái từ phía dưới này này. Hoặc cái từ sa giá tí đi. Cái từ sa giá tí nha. Sa giá tí đây sẽ viết cho. Đây, giờ viết cho sư cái từ này. Cái mẹo sư mới chỉ là cái gì? Nhìn cái động từ mà có chữ tí đó là bỏ luôn chữ tí đi. Các vị ghép vô cho nó dễ. Được không con? Đâu? Rồi xô tít. Không, giống như hồi nãy sẽ nói rồi, cái động từ bỏ chữ á đi, đúng rồi, bỏ chữ á đi. Rồi cái này là đúng rồi này, tiếp thanh tí là đúng rồi, cái tiếp toán tiếp thá xí đúng rồi, tâm hề tiếp thá thá đúng rồi, tiếp thá thá nha, đúng rồi, tiếp thá thá luôn, tiếp thá thá rồi đúng rồi, tiếp thâm hí. Tít thanh tí chứ, N tí. À, như vậy đọc là tít thanh tí. Thanh nhẹ thôi chứ đừng có thâm. Tít thanh tí. Rồi, ở đây là A hăng, tít tha mí. A mí mà. Chữ A mí, đâu cái hồi nãy các bạn động từ sẽ có viết đâu. Đây, đấy, sư thấy chữ A mí không? A mí, và bên kia là A má. Các vị nè, nè nè, sư chỉ cho các vị. Bây giờ học không? Các vị ngồi không? Cái nisi đá tí, các vị tự ghép vô. So nisi đá tí, te nisi đăng tí. Rồi bắt đầu gì? Toan nisi đá xí. Rồi tâm hê nisi đá thá. Các vị tự đọc như vậy, liên tục luôn. Ngồi rảnh là cứ ngồi đọc vậy đó. Rồi ngồi đọc cái bản gì? Bản danh từ luôn nha. Ví dụ như cứ là Buddha, 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 Buddha. Các vị tự chia đó. Cô Trang thì ổn rồi đúng không? Nhưng mà hiểu đúng không? Hiểu là được rồi. Rồi làm lại nha, viết cho cẩn thận. Dạ, so sa giá tí, so sa danh tí. Toan toan em mời chấm dưới chứ phải là toan toan nha. Toan em mời chấm dưới, sư viết em mời chấm dưới mà. Á hăng em mời chấm dưới luôn. Á hăng ở trên số 1 em mời chấm dưới. Rồi má văn em mời chấm dưới luôn. À, về viết lưu ý mấy cái đó nha. Sa giá xí, sa giá thá, sa giá mí, sa giá má. Rồi chính xác
Bây giờ cô cho xin cái nghĩa luôn. Nghĩa của cái đó. Ví dụ ngôi thứ ba. Không đâu có gì đâu. Bây giờ động từ sẽ giá tiếp có nghĩa là ngủ. Đây là trực tiếp luôn vậy. Rồi chính xác. Rồi cảm ơn cô. Về tập chia nha. Rồi các vị ở dưới đó hoan hỷ làm bài tập này giùm sư. Translate into the Pali. Tức là dịch sang Pali. I stand. Rồi. Stand có nghĩa là gì? Đứng. Rồi. Viết chưa? I stand. Mời anh. Viết vô bài tập đi xuống coi. I stand, tôi đứng. Các vị đều làm hết nha. Làm, chuẩn bị làm cái đó. Stand có nghĩa là gì? Là động từ tít thá tí có nghĩa là đứng nha. Đây động từ trên đây. So ni si da tí te ni si dan tí toàn ni si. Chưa lên đây. Cái này là chữ gì đây? Kiểm tra lại cho kỹ. À đúng rồi. Ok rồi ra được rồi. Yeah, biết nghe thiếu gì được rồi. Ni si da si ni si da tha ni si da mi ni si da ma. Rồi cảm ơn chị. Xong. Rồi lên đây luôn. Dạ. Bây giờ không có chia theo bạn nữa mà gọi là cho lên làm từng câu. Dạ, từng. Rồi xin mời một vị luôn. Mời cô. Cô. Mời cô đầu bàn nè. Dạ mời cô đầu bàn. Dạ. Đây cô coi nè. We get up. Câu thứ hai nha. We get up. Yeah. Rồi. Get up có nghĩa là gì? Nếu mà động từ nè, cô sẽ coi nè, là get up nè, tức là uthahati nè. Đó, uthahati, nhớ cái từ đó nha. Uthahati, cái từ này nè. Đây. Uthahati. We get up. Uthahati có chấm nha. Các vị ở dưới làm nha, kiểm tra đấy. Làm liên tục như vậy chứ. Rồi giờ làm câu 2 đi, làm câu 1 trước chưa? Rồi giờ viết câu 1 đi. I stand rồi bằng tiếng Pali là cái gì? Tít tha tí là đứng. Các vị được không? Hay là các vị chuyển qua tiếng Việt? Chuyển qua tiếng Việt cho các vị dễ dành ha. Hả? Tại vì tiếng Việt các vị biết không? Các vị dịch đó nó bị chạy quá. Ví dụ như mình sử dụng các bạn Anh, tiếng bạn Bali thì được, nhưng mà từ mà tiếng Anh mà chuyển qua tiếng Bali đó thì nó đôi khi họ dịch qua tiếng Việt nó lại bị chạy đi. Cho nên mình ở các bạn gốc như vậy nó hay hơn. Dạ. Chị theo kịp không chị? Chị theo kịp không? Rồi chị làm đi. Cô đang làm cái gì? Á hăng tích tha mí hả? Không, cô đang làm câu 2 đúng không? We get up. We get up. We mà sao lại á hăng? Cô nhìn lại kìa. Câu số 2 này. We là số nhiều mà get up nữa. Get up là từ động từ út tha tí này. Mà chia theo số nhiều, vậy là ngôi thứ mấy số nhiều? Rồi á hăng ít tha mấy đúng rồi. Rồi mời chị lên câu they are lying down. Lying down có nghĩa là gì? Lying down kìa, sa giá tí kìa, thấy bên kia không? Cột bên phía bên đây, sa giá tí, rồi. Thêm đẩy từ đây A vào. Sa giá tí. Rồi mời chị.
Lên câu 3, they are laying down nha. Laying down có nghĩa là đây, sẽ giá tí này. Lấy cái viết, viết phía dưới, cái viết bên kia. Rồi bây giờ chỉ nè, câu số 4. You sit. Yeah. Đi này nè. Chị ngồi đó, động từ ngồi là gì? Nisi đá tí nha. Đây, cô, chị. Câu số 4 là you sit, ngồi có nghĩa là Nisi đá tí nha. Nisi đá tí. Nghe sư đọc như vậy phải, tại vì chữ photo đó cho nên nó hơi mờ nha. Nhưng mà các vị Nisi đá tí. Câu số 2 là we get up. We là chúng tôi mà, tại sao mà á hăng? We là chúng tôi. Chúng tôi là gì? Má văn. Hả? Run hay là chạy? Trên nó chưa có hả? Câu số mấy? Câu số 10 đúng không? Đây, để sẽ viết lên trên kia cho các vị đã viết luôn cái đó. Chị còn cái viết màu đỏ kìa. Đó, chị cầm cái viết màu đỏ bên kia, chị viết. Cô làm đi. Cô chưa thu âm vô mà. Cô thêm đẩy từ nữa. Đẩy từ của nó nữa là cái gì? Cô thêm đẩy từ vào trong nữa. Rồi, chính xác. Cái động từ đó, cô thấy đây này, xin chị cho nè. Bây giờ cô thấy cái động từ ít út thá há tí đúng không? Khi mà cô chia đó là cô nên xóa cái chữ tí này đi. Thì nó trở thành cái gì? Út thá há. Khi mà út thá há như vậy phải không? Mà cô chia mà cái gì? Cô chia mà coi là we get up, cô phải hiểu được cái nghĩa đó. We get up là chúng tôi thức dậy đúng không? Chúng tôi sẽ là gì? Là má văn. Mà thức dậy đó là chia theo cái đuôi từ là a má đúng không? A mí a má đó. Mà khi mà út thá há này cộng với a má thì cái á này được xóa bỏ, nó thành là út thá hà má. Như vậy chúng ta bôi nè, bôi đi chữ a đi thì chữ nguyên cái này nó dồn về thì nó mất cái này đi, thành là út thá hà má. Như vậy là má văn út thá hà má. Không, lần sau đi ha, cái nào không thuộc là mình viết lên tờ giấy, mình cầm tập lên luôn. Được. Rồi, được. Rồi, vị nào nè, cái động từ mà chạy nè, động từ chạy là đa quá tí. Viết vô. To run nha. Hả? Dạ. Yeah. Động từ gì? Đu hả? Đu cà rô tí. Rồi. Rồi vị nào hỏi lên làm luôn. Lên làm luôn. Bôi đi nha, bôi trước khi làm. Dạ. Yeah. Cô chuyện sẽ dây nha. Ủa, chị làm câu mấy? Rồi câu 8, câu 10. Câu số 4 chỉ là you sit thôi. Đó, câu 4 you sit thôi mà. Câu 4 phía dưới kìa. Nisi đã tí vậy? Là ngồi thôi.
suy nghĩ rằng là cái lớp này chúng ta phải tăng thêm một buổi nữa. Tại vì một tuần các vị học một buổi là nó có thấm vô đâu hết. Cao tay lắm là rác, các vị ra các vị uống nước là nó trôi hết dữ ra. Thiệt. Cho nên huống chi gọi là mấy ngày nữa, cho nên là nó trôi mất không còn cái gì luôn. Mỗi lần nói phải ôn lại. Cho nên là các vị nhắm được là thứ bảy các vị học được không? Thứ bảy nha. Như vậy là lớp lớp căn bản vẫn là sáng thứ bảy học. Lớp nâng cao buổi chiều cũng tăng thêm một lớp nữa. Tức là chiều thứ bảy luôn. Sáng chiều thứ bảy và chủ nhật. Câu số 8 là cái gì? You're running. So, Dawati. Rồi I to go. À, cái chèm ấy rồi, chính xác. Đúng rồi nha, câu 8, câu 10 đúng rồi nha. Câu 5 là ai làm bên đó? Câu 5 là ai làm vậy? Cái câu chia bên đó, anh hả? Cái bạn sẽ giới tiếp bên đó, ai chia bên đó vậy? Cái bảng bên đây ai làm? Trời ơi, không nhận ra bài của mình luôn à. Chị làm đúng không? Cái câu của chị là cái câu thứ mấy? Câu thứ 5 đúng không? Câu thứ 5 thì chị ghi một chi bạn chia thôi, chị khỏi cần viết 3 cái. Mà bây giờ nếu mà chị viết 3 cái thì chị phải để ý thế này. Xá da mí nha và xá da má. Bởi vì cái... Rồi viết đi, viết đi. Nè nè, chị nhìn nè. Giống như hồi nãy sẽ nói nha, các động từ như vậy đó, khi mà nhìn động từ đó vào chúng ta bôi chữ tí đi, nó thành gì? Xá giá. Ghép tất cả nó vô là xá giá cộng với tí, là xá giá tí, xá giá cộng với n tí, xá giá tí, xá giá cộng với xí, xá giá xí, xá giá cộng với thá, xá giá thá, xá giá cộng với a mí. A mí như vậy là xá giá này nó bực xóa bỏ đi, nó cộng với a mí trực tiếp là xá giá mí, xá giá má. Ngồi mà các vị đọc mà giống như đọc chú đúng chưa sư? Dạ. Cứ sa gia tí sa gia tí sa gia si sa gia tha sa gia mi sa gia má. Hả? Sa gia tí mình bộ chữ tí đó, còn sa gia bao giờ mà cộng với a mí như vậy nè. Mà nó sẽ xóa đi thì nó còn gì? Ghép lại cho thành là sa gia mí. Hiểu không? Chị làm câu mấy? Chị làm câu 4 đúng không? Toàn ní si đa xí. Ní si đa xí nha. Tại cái gốc từ của nó là ní si đá tí mà. Ní si đá tí. Bôi chữ tí đi. Mà cộng với chữ xí nữa là ní si đá xí nha. Chứ không có trường âm nha. Rồi. Nè bây giờ các vị hiểu chưa? Có nhanh lắm không? Có nhanh lắm không ạ? Đúng rồi, đâu có nhanh đúng không? Các vị học một lượt hai quyển mà đâu có nhanh. Dạ. Này hả? You're running, dạ, đúng rồi. À không, số. Cái gì? You mà. You là cái gì? Toan. Toan gì? Toan đa quá xí ha. Toan đa quá xí. Toan đa quá xí. Toan đa quá xí. Rồi còn mấy câu nữa thôi, lên làm cho nốt luôn đi vậy. Câu gì? Dạ được. À đúng rồi, được số nhiều, xin lỗi. Đúng rồi, số nhiều. Nếu mà số nhiều thì chúng ta là cái gì? Chúng là tâm hê thôi. Tâm hê gì? Đa quá thá. Rồi, tâm hê đa quá thá. Rồi nha. Như vậy đó, khi về đó các vị hoan hỷ nha, coi cả hai bài luôn, coi cả hai quyển, một là Bali Math Easy, hai là The New Bali Course luôn, kèm theo cái gì các bạn chia mà trong mà đọc hiểu Bali. Cái file mà file động từ là chúng ta đã sư đã đưa rồi đấy nha. Các vị in ra mà coi vậy. Thì như vậy bài tập của các vị là gì? Dòm này nha, dòm.
Bài tập của các vị đó thì vẫn là cái gì? Các vị về chia cho sư các mà các danh từ và các động từ nha. Các động từ thì các vị có thể là lấy từ trong ở The New Pali Course. Thì mấy cái động từ này này. Mấy cái danh từ này này. Mấy cái danh từ này là các vị chia cho sư là 8 cách hết. Tập chia cho quen nha. Lần sau là không còn cầm sách nha. Lần sau không còn cầm sách lên đây nữa. Các danh từ phải chia như vậy. Ví dụ sư nói đến cái biến cách nào là phải tự biết và chia từ số ít hoặc số nhiều. Không có lấn cấn nữa. Chị ngoại trừ mà mấy cô mà lớn tuổi thôi thì có thể là cho du di cho cầm thôi. Còn mấy người trẻ thì nên học hết. Học thuộc hết. Cho nên danh từ này là phải thuộc nha. Danh từ này phải học hết. Rồi còn về động từ đó thì các vị coi trong mà để... Các vị coi trong cái gì? Coi trong Pali My Easy nha. Trong quyển Pali My Easy đây này. Pali Medizi ha, Pali Medizi. Thì bài 1 và bài 2 đó sẽ có gì? Có những cái động từ cho các vị. Có những cái động từ ví dụ đau quá tí nghĩa là chạy nè. Đau quá tí có nghĩa là chạy nè, run nè. Rồi thêm nữa tới là quá xá tí mấy cái động từ này nè. Rồi cái bài thứ 2 nữa sẽ có những cái động từ mà kina mí nè, căng ki nè. Rồi ví dụ ở đây nè, động từ này, china tí ba bu na tí, đây là các động từ đây này. Rồi tabo Tano tí nè, chô rê tí nè, suna tí, chana tí, china tí nè. Mấy cái động từ mình về mình chia hết cho sư. Thêm đại từ vô. Nhớ chưa? Rồi các vị tự ghép luôn nha. Ví dụ danh từ bên kia sư bảo rằng cái gì? Học cái gì? Danh từ bên đây là học cái gì? Học mà mẫn những cái này này. Ví dụ như là cái gì? Bút tá có nghĩa là con trai. Con trai mà chạy thì sẽ gặp vô là cái gì? À, hồi nãy là mình sử dụng động, mình sử dụng là đại từ đúng không? Bây giờ mình không sử dụng đại từ, mình sử dụng danh từ luôn. Mình chia biến cách danh từ cho sư. Biết không? Bây giờ ví dụ. Rồi, cái này là phải cho bài gì khó khó vậy đó. Vậy. Nè, dòm ra đây nè. Nhìn. Thứ nhất tức là cái gì? Là đứa con trai chạy ha. Đứa con trai tức là danh từ của gốc của nó là bút tá nha. Mà chia theo chỗ cách là bút tô. Một đứa con trai là bút tô. Động từ gạch chạy là gì? Gạch xa tí. Nếu mà hai đứa ra là gì? Là bút ta. Cái chanh tí. Cho nên khi mà ghép danh từ vô là chỉ có gì? Ngôi thứ ba mà thôi nha. Còn khi các vị sử dụng đại từ thì các vị có là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai. Hiểu chưa? Hiểu không vậy? Rồi về làm bài tập như vậy nha. Các vị có hỏi gì nữa không? Không dám hỏi nữa đúng không? Hỏi sợ nó ra nữa đúng không? Rồi như vậy chúng ta kết thúc nha. Cái mic đâu rồi? Đưa cho chị nói cho nó lớn rồi. Chuyện quá. Dạ. À, cái đó thì chị Hoan Hỷ chị coi trong cái phần này này. Chị coi trong cái bảng mà gọi là về động từ của sư có gửi, sư có gửi cho các vị cái file đó rồi. Các vị Hoan Hỷ về coi về cái file động từ nha. Rồi cái file động từ các vị Hoan Hỷ chờ xíu. Đây này chị Hoan Hỷ chị nhìn ở đây nè, cái file sư có gửi rồi, mình tải về mình coi. Thứ nhất là cái gì? Đây là cái nhóm ngữ căn động từ và động từ tướng này. Thì giống như hồi nãy có đề cập, nó sẽ có 7 nhóm đúng không? Buwa digana. Thì như vậy là đa phần là cái gì? Buwa digana tức là cái động từ mà động từ tướng á nha. Á là cái dấu hiệu của nó. Đa phần các động từ trong tiếng Pali đều thuộc nhóm này. Ví dụ như cái động từ mà bao quá tí thì cái gốc từ của nó hay được gọi là ngữ căn, có nghĩa là căn bu. Và luôn luôn nó phải cộng với chữ á, nó mới tạo ra một cái động mộng, nó mới tạo ra cái gì? Nó mới tạo ra cái động từ cơ bản được. Nếu mà căn bu không mà cầm chữ tí nó ra được không? Nó không ra được, tại vì nó thiếu mất một bước. À. Ví dụ như động từ mà nghe nha. Không nghe rồi mốt rồi bắt đầu người ta hỏi đó, có đôi khi người ta hỏi nhanh hơn mình một bậc vậy. Thì mình nghe như vậy mình học nhanh hơn. Rồi tới lúc mà là mình phát hiện rồi bắt đầu là người ta đã đi xa quá rồi. Cái lúc người ta hỏi là người ta đã phát hiện cái khác rồi. Mình lo mình nghe cái đó vậy.
Ba quá tí tức là căn bu đúng không? Căn bu mà khi mà cộng á với cộng tí đó nó mới hoàn thành ra được cái căn ba quá này. Vì rằng chữ u đó nó là âm môi phải không? U u đổi thành ô. U u đổi thành ô cho cái luật này nha. Viết vô. U u đổi thành ô, ô đổi thành av. Viết vào chứ không phải ngồi để nhìn. Ý y đổi thành e. E đổi thành a giá. Đây được gọi là vút đi trong tiếng Bali. Có nghĩa được gọi là sự cường hóa, sự tăng, sự thay đổi âm tiết đó. Có mấy hàng thì viết luôn đi chứ chụp gì nữa. Rồi chưa? Chính do gọi là u đổi thành ô và ô đổi thành á vá cho nên là u nè. U hoặc là u ha. U hoặc là u chứ đừng có nói là u nha, phải chờ hai từ đó mới. U hoặc là u thì nó sẽ đổi thành ô, ô đổi thành av, bởi vì sao? Tất cả các này đều là âm môi, còn u o av av v vẫn là âm môi đúng không? Cho nên là u này đổi thành ô nè. Ô đổi thành av. Đó, av khi mà ghép với lại nha là nó là bav cộng với á cộng với tí. Nếu mà không có cái động từ tướng này như vậy nó mất đi một bước, như vậy là bav tí. Nó không có tạo ra một cái động từ hoàn chỉnh, bắt buộc nó phải có. Trong động từ Bali luôn luôn phải có cái dấu này. Cái dấu này nó sẽ phân ra làm 7 nhóm. 7 nhóm trên đó. 7 nhóm trên đó. Cái phần này là phần ý nghĩa nha, được sử dụng chung với đó. Còn mà 7 nhóm mà liệt kê thì các vị coi trên đây. Đây. 7 nhóm thì các vị coi cái phần này. Tức là bu qua đi gá ná thì nó cộng với chữ á, đó là nhóm 1. Mình cứ nhớ nhóm 1 đi, khi mình đi vào sau sẽ nói cho. Nhưng bây giờ mà nói các vị nó miên man lắm. Các vị chỉ nhớ là nhóm 1 là sự sử dụng mà đa phần nhất. Mà muốn là các vị về phải đọc hết các giáo sư. À, chứ đừng chờ lên đây là bắt đầu sư nói mới nghe nha. Các vị phải về đọc hết trước vậy. Rồi ru đa gá ná tức là ăn cộng đi cái hi tá. Tại vì sao? Chữ ăn nè, cộng với là chữ á này nè. Đây là cái dấu hiệu mà thuộc về cái nhóm mà ru đa. Ruda ở đây đó thì phía dưới này có đưa cái hình thức để giải thích đây này. Đây, ví dụ cái động từ mà run đá tí đây này. Ngăn cản thấy không? Mà sao bôi hết được rồi. Bôi hết được rồi. Đây chữ run đá tí đây này, ngăn chuột á. Có nghĩa là ngăn cản đó ha. Căn đó là căn rút. Và rút cộng với chữ ăn và á đó. Hồi nãy sư nói rồi. Nó kết thúc cái gốc từ của nó là chữ DH đúng không? Nó thuộc nhóm gì? Nhóm đá, đá mà âm răng. Cho nên chữ Nikahita, chữ M này nó đổi thành gì? Chữ N. Cho nên mới thành chữ run đá tí. Đây. Đây. Căn này căn cái động từ là run đá tí nha. Gốc của nó là rút. Gốc của nó là rút ha. Cộng với cái gì? Ăn, á, tí. Như vậy đó. Nikahita hồi nãy có nói rồi. Nikahita mà đi chung với một cái nhóm từ nào. Từ nào trong một nhóm đó đó. Thì nó Nikahita này nó đổi thành cái gì? Thành cái âm cuối của nó. Mà âm cuối của chữ DH là gì? Ta tha đa tha ná. Á, tha, đá, đá, ná. Ná không chấm ha. Như vậy đó là chữ N này nó đổi, M này nó đổi thành N, A, cộng tí. Rút đúng không? Bây giờ cộng như vậy đó, nhưng mà nó hoán đổi vị trí đi, nó thành là chữ NDH. Bây giờ là DHN thì NDH nó thành là run đá tí, hiểu không? Yeah. Biết vô. Lần sau hỏi nữa. Đó chỉ là cái luật mà gọi là hoán đổi vị trí thôi. Sau khi biến đổi thành âm cuối cùng của cái một từ, một phụ âm trong nhóm, rồi bắt đầu là đi cái khác sẽ biệt. Đồng hóa với cái từ đó thành cái âm cuối của nhóm. Rồi hôm nay như vậy thì chúng ta tạm nghỉ đây ha. Chúng ta học lố khoảng 25 phút. Yeah. Rồi. Như vậy chúng ta hồi hướng ha. Bằng câu Buddha Sasanang Chirang Tithatu 3 lần nha. Buddha Sasanang Chirang Tithatu. Buddha Sasanang Chirang Tithatu. Buddha Sasanang Chirang Tithatu. Sadu. 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 Sadhu, sadhu, sadhu. Xin bảo hành kính riêng sư.